Dân gian Ngụy Văn Thực Lục chương 373 Đấu từ Bạch Bì Ở trên sợi dây còn lại thì đang treo cẩu hoàng Lúc này hai mắt cẩu hoàng trợn trừng, lưỡi lè ra ngoài rõ dài Cũng chẳng biết là còn sống hay chết rồi Lưu Văn Tam lại chữ một câu, rút trảm quỷ đao ra, phi mạnh một phát về phía bên đó Xoẹt một phát, dây thừng bị chém đứt luôn, trảm quỷ đao đâm ngập sâu vào trong thân cây, không ngừng rung bần bật cẩu hoàng rầm một phát rơi xuống đất Cái con hoàng bị tử con đang co giật kia Cũng đột nhiên không có giật nữa Mà xoẹt một phát chui ra khỏi thòng lọng dây thừng Nhưng phía sau cây lê lại bước ra một người Con hoàng bị tử con vừa vặn nhảy lên trên vai lão ta Người đó cúi đầu đang vỗ tay bôm bốp Cái âm thanh giòn giả đó Lại càng khiến lòng tôi cảm thấy ấn lạnh Người này chẳng phải chính là từ bạch bì đó sao Xương gò má vừa cao vừa nhọn hoắt gần như sắp chọc thủng da thịt nơi gò má mắt một mí môi mỏng mày gãy trên tướng mặt hiển hiện đầy đủ ra rằng con người lão ta khó gần và nham hiểm độc ác còn về độ lúng trên ấn đường của lão ta thì lại ít đi rất nhiều lòng tôi lại trầm xuống một phát sự biến đổi của ấn đường thông thường đều là dự báo tốt xấu của việc phát sinh trong thời gian gần có thể phản ánh được hòa phúc các hung của con người Ấn đường của từ bạch bị không có thay đổi Chẳng phải nói lên rằng chuyện ngày hôm nay Không thể gây ra sự uy hiếp cho lão Vô thức Tôi không nhìn được mà quay qua nhìn Trần Mù và Lưu Văn Tam một cái Đầu mày của bọn họ thì lại bắt đầu loạn lên Đang ứng với câu nói Mày như than cháy Không tai cũng nạn Tôi đang định mở miệng nhắc nhở lần nữa Bảo bọn họ phải ngàn vạn lần cẩn thận từ bạch bì Thì từ bạch bì lại ngừng động tác vỗ tay Trong con mắt đục ngầu của lão ta đầy vàng máu lục khục lẹt khẹt ho mấy tiếng xong mới nói xem ra kiếp này tao với cái thứ thiết khẩu kim toán coi như kết đủ thù rồi cái thằng âm sanh tử nhãi con mày cũng không biết thân biết phận lần trước may mắn sống sót mà còn chẳng biết quý trọng Thù cũ hận mới tính một thể hôm nay cũng tiễn chúng mày lên đường coi như cho lão hoàng dưới đó bữa thịt giọng nói của từ bạch bị trống rỗng mà khô khốc nhưng sự ác độc lẫn bên trong không ít chút nào lúc này tôi cũng mới nhìn thấy hà tiểu vân bị treo ở thắt lưng của lão ta áo mặc trên người lão ta cũng được làm từ da hoàng tiên, mấy cái đuôi hoàng tiên đang cuốn chặt lấy tay chân, thắt lưng và cả cổ của Hà Tiểu Vân. Ngoài ra, cũng chẳng biết Mạnh hơn Thư làm cách nào hạn chế Hà Tiểu Vân, lúc này con bé vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt, kể cả là quỷ nhi nó tiếp tục mở mắt, bây giờ cũng không dậy ra khỏi từ bạch bì được nữa. Ác giả ác báo, hôm nay lão già mày cũng phải đền tội. Lưu Văn Tam tràn đầy khí thế quát lên một tiếng, lão bước lên trước, hai bàn tay nắm chặt, hóa ra là định lên đánh nhau tay không với từ bạch bì thân người trần mù phủ phục xuống cũng đột ngột lao lên trước ngào sói theo sát sau lưng lão tôi nắm chặt gậy khóc tan đồng thời cũng bước nhanh lên trước cố nén nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng một phát liền ngộ ra tại sao trước đây cậu hoàng lại nói nhà họ cậu không cần phải bói mệnh rồi người ăn bát cơm này nếu như bói mệnh thuận buồn xuôi gió còn đỡ nếu như gặp phải trắc trở vấp váp tiến thẳng không lùi thì còn có khả năng giành phần thắng. Một khi sợ hãi, thì chưa đánh đã thua mất ba phần. Còn may tôi không mở miệng nói tình hình ra với Trần Mù và Lưu Văn Tam. Cạnh chúng tôi còn có liễu dục chú đi theo, trong tối còn có mẹ tôi, mạnh hơn thư chắc cũng sẽ không để bị lỡ nhiều thời gian, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi theo. Kể cả là có sợ hãi, thì cũng phải là từ bạch bị sợ. Trong chớp mắt, Lưu Văn Tam đã lao đến trước mặt từ bạch bì. Từ bạch bị căn bản không thèm tránh né Đột nhiên từ trên vai lão ta Lao ra một con hoàng bị tử lông đã bạc trắng Đích chổng về phía Lưu Văn Tam Phục một tiếng Phóng ra một luồng khí màu trắng vàng Lưu Văn Tam vụt ngửa đầu Lộn một vòng ra sau Đồng thời với việc nhảy tránh khỏi luồng khí kia Hai chân còn đạp mạnh về phía ngực của từ bạch bì Hai chân từ bạch bì dạng ra Chuyển sang đứng thế tấn Tốc độ của lão ta cực nhanh Hai chưởng đánh về phía hai chân của Lưu Văn Tam Bóp một tiếng giòn giả để dạy lão đạp mạnh lên lòng bàn tay của từ bạch bì nhưng từ bạch bì lại đột nhiên phóng lực về phía bên phải thân người nghiêng sang bên trái một phát lập tức lực đạp của lưu văn tam bị đẩy sang phía bên phải vụt một phát cả người đều bị ngã văng vào trong lùm cây lão không ngừng chửi bới dãy dụ đứng lên khỏi lùm cây nhưng cũng đúng vào lúc này từ trên cây lê lại có một con hoàng bị tử lao xuống trực tiếp nhảy thẳng lên trên đỉnh đầu của lưu văn tam con hoàng bị tử đó lông bạc trắng hóa ra cũng là một con hoàng tiên khi đó từ bạch bì bị mạnh hơn thư trọng mất một con hoàng tiên để tôi thi triển hoàng thuật trước khi lão ta đến nhà họ phùng phá hoại có để lại một con hoàng tiên đối phó với trần mù cuối cùng con hoàng tiên đó bị ngao sói cắn chết lúc đó trần mù từng nói trên người từ bạch bì vẫn còn một con hoàng tiên lão chưa thả ra mà thôi một khi hoàng tiên ra ngoài lão ta với hoàng tiên liên thủ chúng tôi đều phải chết ban nãy nếu như tôi không nhìn nhầm thì trên người từ bạch bị có một con hoàng tiên bây giờ trên cây lại nhảy ra một con nữa là con thứ hai lão tổng cộng không chỉ có ba con hoàng tiên mà là bốn con lúc này lưu văn tam đã mất khả năng hành động đờ đẫn đứng ở trong lùm cây cái đuôi của con hoàng tiên nằm bò trên đỉnh đầu lão không ngừng ve vẫy quét qua lại trên lưng lão cái đầu tròn vo thì từ trên đỉnh đầu lưu văn tam thò xuống dường như là đang nhìn đối diện với lão tất cả những việc này đều là chuyện phát sinh trong vòng có mấy giây tôi càng kinh hãi với thân thủ và thực lực của từ bạch bì có thể thấy được lúc ở nhà họ phùng lão ta hoàn toàn không hề đánh nghiêm túc với chúng tôi trần mù và ngao sói cũng đã xông đến gần trước mặt từ bạch bì trần mù tung người lên hai chân liền định đi kẹp lên đầu từ bạch bì còn ngao sói thì chồm về phía ngực lão ta rõ ràng ngao sói cũng đã phát hiện trên ngực từ bạch bì có một con hoàng tiên định đánh đòn phủ đầu Soạt một tiếng, một bóng trắng xẹt qua ngực từ bạch bì. Một con hoàng tiên lao ra, trực tiếp chui thẳng lên cổ ngao sói, cắn một cú thật mạnh về phía cổ ngao sói. Đồng thời phần thân dưới của nó cũng khuếch tán ra một làn khí đục màu trắng vàng. Ngao sói lập tức liền đánh nhau với con hoàng tiên này. Mắt nhìn trần mù cũng đã sắp kẹp trúng cổ từ bạch bì, thì từ bạch bì đột ngột ngẩng đầu lên, một bãi đầm đặt nhổ thẳng về phía trần mù. Trần mù lật mạnh người, né sang phía bên cạnh. Thế lao lên trước của tôi không hề giảm bớt, một gậy liền đập về phía đỉnh đầu của từ bạch bì. Chiêu đương đầu nhất bổng này uy thế đầy tràn. Nhưng từ bạch bì lại cũng giơ tay lên, bóp một phát, lão ta vừa vặn dùng một tay chặn đứng gậy này của tôi. Gậy khóc tan lôi kích mộc đánh lên người sát quỷ, có thể bốc ra khói trắng. Nhưng đánh lên tay lão người sống từ bạch bì này, ngoài tiếng vang ra, thì chẳng còn phản ứng gì hết. Đánh người sống thì phải đánh trúng đầu mới có tác dụng. La thập lục, hôm nay không ai cứu nổi mày nữa. Từ bạch bị bất thình lình nói một câu. Lão ta vụt dơ chân lên, đạp một cú về phía ngực tôi. Mặt tôi vụt biến sắc, lập tức định lùi lại. Nhưng tay của từ bạch bị lại nắm chặt lấy đầu kia của gậy khóc tan, tôi muốn tránh né, thì phải vứt bỏ gậy khóc tan. Cái gậy này nếu như để rơi vào tay từ bạch bì, đợi chút nữa một khi mẹ tôi và mạnh Hân thư xuất hiện, chẳng phải sẽ thành đến nạp mạng cho từ bạch bì sao? Tư duy diễn ra trong chớp mắt, tôi cũng quyết liệu, trực tiếp rút luôn mã tấu ra, đâm thật mạnh về phía ngực của Từ Bạch Bì. Lão ta có thể đạp tôi cú này, lão ta đạp chúng tôi thì tôi cũng phải đâm xuyên ngực lão. Đây là chiêu thức tôi học được từ lúc giao đấu với Tạ Minh. Sát có thể liều bất chấp mạng sống, tôi cũng liều mạng với Từ Bạch Bì để xem lão ta có dám liều mạng với tôi hay không. Tôi cược lão ta không dám kẻ nhát gan y như hoàng bì tử sợ chết trốn chui lủi cả đời như lão ta cái mạng này đối với lão ta mà nói vô cùng quý báu tuyệt đối sẽ không dám dính tới nguy hiểm đáy mắt từ bạch bị lại vụt qua một nỗi kinh ngạc giống như không ngờ được tôi lại bất chấp mạng sống mà trút đau kiểu này vậy lão ta hừ lên một tiếng đột ngột một phát buông tay ra tôi cũng nhân cơ hội này nhanh chân lùi ra sau tận mấy bước Trần mù lần theo âm thanh mà tới Một chân dẫm lên đỉnh đầu của từ bạch bì Lão dẫm mạnh xuống dưới một phát Còn từ bạch bì thì đột ngột thò tay Túng lấy cẳng chân của lão Hét lên một tiếng Đập về phía thân cây ở bên cạnh Thực lực cỡ như trần mù Mà vào trong tay từ bạch bì cũng giống như một cái bao tải Bị đập về phía thân cây Còn cú dẫm chân đó của trần mù Thì hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng mạnh nào cho từ bạch bì Chú Trần tôi vừa kinh hãi vừa tức giận gầm lên một tiếng dừng thế lùi lại tiến lên trước lại là một đau đâm về phía bả vai của từ bạch bì Cút! từ bạch bì quát lớn đồng thời đột ngột từ trong rừng rậm xung quanh vọt ra mấy chục con hoàng bị tử thường toàn bộ đều quay về hướng tôi thậm chí còn có mấy con tung cao người lên nhảy chồm tới cắn tay tôi tôi không nghĩ đến việc tránh né quyết không thể để cho trần mù bị thương nhưng hoàng bị tử sau khi chồng lên trên cánh tay tôi Thì liền cắn mạnh xuống Khiến tôi đau đến mức trước mắt tối sầm Căn bản không tiến lên trước được Còn trần mù cũng không hoàn toàn bị từ bạch bị khống chế Mắt nhìn giây phút trước khi bị đập trúng thân cây Hai tay liền thành trưởng Thân người đột ngột xoay vòng trên không một phát Trực tiếp khiến từ bạch bị bị đánh văng ra Thập lục, tự lo thân mày cho tốt Trần mù hiếm hoi hạ giọng gầm một tiếng Giọng của lão vừa trầm lại vừa khang Giây tiếp theo, từ bạch bị lại lao về phía trần mù. Tôi rùng mình, vội vàng dùng mã tấu gạt bỏ đám hoàng bị tử bám trên cánh tay. Nhưng bọn chúng vẫn không ngừng trèo lên người tôi. Thậm chí có không ít hoàng bị tử còn chạy vòng xung quanh người tôi, thân dưới không ngừng xả ra cái thứ khí đục có màu lẫn giữa vàng và trắng. Tôi vội vàng nín thở, cái thứ này một khi hít vào một hơi là tôi sẽ lập tức mất khả năng chiến đấu luôn. Vừa nãy Lưu Văn Tam tránh được phát thứ nhất, nhưng không tránh kịp phát thứ hai đây cũng là nguyên nhân khiến lão bị khống chế luôn không giúp gì được nữa lúc tôi cảm giác mình sắp nín thở đến tung cả phổi thì đột nhiên cạnh người có một luồng khí lạnh truyền tới một cơn gió lạnh thổi tan khiến đám khí đục màu trắng vàng kia lập tức biến mất tôi vốn còn tưởng là mẹ tôi tới rồi cơ nhưng người xuất hiện trước mắt tôi thì lại là mạnh hơn thư gò má cô ta mọc kín lông nhung màu xanh đỏ trong đôi con ngươi cũng ánh lên màu xanh đúng thật là âm u đáng sợ mái tóc bạc trắng giống như màu lông của khỉ nước cũng đang chuyển biến sang màu xanh nhạt cô ta liếc tôi một cái rồi bèn quay người lao về phía từ bạch bì lúc này từ bạch bì đang đánh nhau tưng bừng khói lửa với trần mù có điều vẫn liên tục là trần mù bị động ăn đòn lần trước cái tẩu thuốc của từ bạch bì rớt lại ở nhà họ phùng bị trương nhĩ cầm mất rồi lần này trong tay lão ta lại có một cái tẩu mới từ bạch bì bèn dùng cái tẩu thuốc này làm vũ khí Trần mù tuy rằng dùng gậy khóc tan rất tốt Nhưng cũng không chặn được từ bạch bì Thua liên tục Mạnh hân thư trong nháy mắt đã tới bên sườn từ bạch bì Thò tay ra túng về phía thắt lưng của từ bạch bì Cô ta định dặn lại Hà Tiểu Vân Độc phụ, tao đang đợi mày đây Từ bạch bì đột nhiên đầy oán hận gào lên một câu Lão ta đột ngột hất cái áo da hoàng tiên trên vai xuống Trực tiếp trùng mạnh lên người mạnh hân thư Đồng thời, cây tẩu thuốc của lão ta cũng rắc một phát về phía mạnh hân thư tàn thuốc rắc ra ngoài hóa ra lại có một thứ mùi hùng hoàng nhức mũi còn toát ra vài phần tanh đỏ cũng chẳng biết là được trộn lẫn với huyết chó đen hay là chu sa cẩn thận chấp mũi của trần mù khịt mạnh tiếp đấy cũng quát lên một tiếng tôi cũng cực kỳ kinh hãi từ bạch bị quả thật là cũng có thủ đoạn đối phó với mạnh hân thư phát này nếu như cô ta không tránh được thì tuyệt đối sẽ có chuyện mạnh hân thư hét lên một tiếng tốc độ đột ngột tăng mạnh lên vụt đâm một phát về phía ngực của từ bạch bì hùng hoàng rắc lên trên lưng cô ta lập tức tỏa ra một thứ mùi thối vừa nhức mũi vừa khó ngửi cũng bốc lên một lượng lớn khói trắng việc tăng tốc đột ngột này của cô ta khiến cho cái áo ngược lại không trùm được lên người cô ta nhưng cô ta cũng không túng được hà tiểu vân bởi vì hà tiểu vân cũng bị đuôi của hoàng tiên quấn lên trên cái áo kia từ bạch bì đổi qua thu tay về cái áo tiếp tục trùm về phía người mạnh hơn thư Trần mù tung một cước Nhưng lại đá trúng cánh tay phải của từ bạch bị Lập tức cái tẩu thuốc trong tay lão ta bị hất bay ra ngoài Tiếp đấy cây gậy khóc tan kia của lão Liền đánh luôn về phía tay trái của từ bạch bị Lũ rùi mũi buồn nôn Cứ ông ông làm người ta bực mình Từ bạch bị chữ một tiếng Từ bỏ việc tiếp tục đối phó với mạnh hơn thư Lão ta đột ngột phủ phục người xuống Y hệt như lúc trước Giống như một con hoàng bị tử vậy Nhanh như bay vọt ra ngoài cả mười mấy mét Trần mù đánh trượt Còn mạnh hơn thư thì giẫm một cú thật mạnh lên trên cái tẩu thuốc của từ bạch bì Rắc một tiếng giòn giả Tẩu thuốc gãy làm hai khúc Cô ta bị thương không nhẹ Nguyên phần lưng đều nát bấy cả mảng Đang không ngừng mọc ra thứ lông nhung màu xanh đỏ Từ bạch bì chạy vọt ra ngoài sông Cô ta đang định đuổi theo Thì trần mù đột nhiên giơ tay ngăn cô ta lại Trầm giọng nói một câu Tiếp tục đuổi theo một cách mù quáng, không những không cứu được con cô, mà cô cũng phải bỏ mạng vào thêm. Mạnh Hân Thư vụt quay đầu lại, cô ta chầm chầm nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ oán hận và thất vọng. Tim tôi giống như bị bóp nghẹt lại, lúc trước Mạnh Hân Thư cũng bởi tin tưởng tôi mới đem Hà Tiểu Vân giao thẳng cho tôi. Cách làm của cô ta cũng rất nhanh gọn, không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến Hà Tiểu Vân nhắm mắt. Nhưng bây giờ Hà Tiểu Vân lại rơi vào trong tay từ Bạch Bì. Tôi không xứng đáng với sự tin tưởng của Mạnh Hân Thư. Cũng vào lúc này, trần mù lại một phát đá trúng cái tẩu thuốc gãy kia khiến nó rơi thẳng tới cạnh chân tôi lão nói dùng tàn thuốc gọi lưu văn tam tỉnh lại mày xem có thể giúp nó đối phó với con hoàng tiên kia không từ bạch bị giao cho bọn chú tôi lập tức cũng nhớ lại khi đó trương nhĩ dùng tàn thuốc này như thế nào chỉ cần lấy một ít để ở dưới mũi là có thể khiến người tỉnh táo lại nhặt cái tẩu thuốc lên tôi liền nhanh chân chạy về phía lưu văn tam thêm một người thêm một phần sức mạnh Lúc này tình trạng của Lưu Văn Tam cũng không tốt Lão đã bị dẫn đến phía dưới cái cây già dạ ấy Con hoàng tiên lông trắng kia thì nằm bò trên chạc cây Đang chậm chậm nhìn lão Hai cái thòng lọng treo lơ lửng trên không Đã có một con hoàng bị tử thường chui đầu vào trong Treo lên trên không ngừng đung đưa Chú Văn Tam Tôi gào lớn một tiếng Tốc độ cũng nhanh thêm không ít Con hoàng tiên kia soạt một phát nhảy xuống dưới gốc cây Rồi lao về phía tôi tôi vội mò lấy một nắm tàn thuốc ở trong tẩu thuốc ấn vào dưới mũi mùi cây nồng của cỏ thuốc lẫn với mùi hùng hoàng và mùi tanh của huyết chó khiến đầu óc tôi bị kích thích càng trở nên tỉnh táo hơn con hoàng tiên vọc đến trước mặt tôi soạt soạt leo lên trên vai tôi thân dưới nó phun ra một luồng khí màu trắng vàng thối đến mức gần như khiến người ta ngất xỉu có điều lại không khiến tôi mất ý thức tôi vụt một tay tóm lấy cổ nó nhưng thân người của nó lại trơn tuồn tuột một phát trục ngay về có thứ tàn thuốc này trong tay hoàng bì tử không cách gì mê hoặc ý thức người được kể cả nó có sống lâu thành hoàng tiên cũng chẳng tác dụng gì nữa cũng giống như tôi ban nãy không dám để gậy khóc tang rơi vào tay từ bạch bị vậy tôi rất nhanh đã chạy đến trước mặt lưu văn tam lão đã treo người lên trên thòng lọng lưỡi cũng sắp lè cả ra ngoài rồi rút mã tấu ra một nhát chém đứt dây thừng lại vội vàng quệt tàn thuốc vào dưới mũi lưu văn tam lão vụt trợn tròn mắt lên hít sâu mấy hơi cuối cùng cũng tỉnh lại. Lão lầu bầu chữ một câu đệt, cũng không làm thêm việc gì khác, đứng dậy liền đi rút trảm quỷ đao. Quay đầu, lão liền chém về phía con hoàng tiên vừa trốn ban nãy. Còn con hoàng tiên đó đã nhanh chóng bỏ chạy về hướng từ bạch bì rồi. Đến cả con hoàng tiên đang kịch chiến với ngao sói, cũng từ bỏ việc chiến đấu, chạy về phía bên người từ bạch bì. Chặn chúng nó lại. Lão từ bạch bì này mà liên thủ với hoàng tiên thì khủng khiếp lắm. Lưu Văn Tam vừa dứt lời Đột nhiên một giọng nói rành rọt vang khắp cả vạt trừng Cái văn, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương Tạ này trảm bỏ, trừ đi bách ương Nhất trảm trừ thiên ương, thiên phùng đạo lộ quỷ Trảm trừ trung ma quỷ, vĩnh viễn rời quê hương Mặt Lưu Văn Tam vô cùng khó coi chửi bậy một câu, đệt, thằng liễu dục chú này Lại tới ăn nhặt rồi Mí mắt tôi giật điên cuồng Gã liễu dục chú này tuyệt đối không phải là tới ăn nhặt Muốn chặn hai con hoàng tiên kia lại, chỉ dựa vào tôi và Lưu Văn Tam thì tuyệt đối không làm nổi. Thuận theo giọng nói rành rọt đó của Liễu Dục chú, cùng với hai tiếng vù vù vang lên, là hai thanh kiếm gỗ đào màu vàng từ cuối tầm mắt bắn lại. Kiếm gỗ đào hùng hổ bay tới, bắn thẳng về hướng hai con hoàng tiên kia. Hai con hoàng tiên đó đột ngột đứng lại, xoẹt một phát nhảy lên trên cái cây ở bên cạnh. Tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng kiếm gỗ đào cũng không chậm. Phục một tiếng một thanh kiếm gỗ đào đâm trúng nửa phần đuôi của một con hoàng tiên Con còn lại thì bị đâm trúng tai Hai tiếng kêu thảm thiết chói tai cùng lúc vang lên Con bị đâm trúng đuôi kia Còn bị ghim xuống mặt đất Đang điên cuồng dãy dụa Con bị đâm trúng tai Thì cả nửa cái đầu đều thấm đẫm máu tươi Chật vật tháo chạy về phía từ bạch bì Ngào sói điên cuồng đuổi theo Tôi và Lưu Văn Tam thì nhanh chân chạy đến chỗ con hoàng tiên bị ghim lại kia kết quả nó đột ngột càng vặn vẹo điên cuồng hơn rắc một tiếng còn lẫn với cả tiếng da thịt bị dứt đứt nó hóa ra đã dãy đứt nửa cái đuôi kia rồi nhanh chóng vụt chạy đi tốc độ của chúng tôi hoàn toàn không đuổi kịp hoàng tiên chỉ còn nước trơ mắt nhìn hai con hoàng tiên phân biệt nhảy lên trên hai bên vai của từ bạch bì lão nhị lão tứ mầm của từ bạch bì mấp máy sự hung hãn và thù hận trong mắt lão ta càng nhiều hơn lấy mạng lão hoàng lột da nó để con ngao đen này cắn chết lão tam bây giờ còn đánh tàn phế lão nhị và lão tướng chúng mày nghĩ chừng này người là có thể giết được tao tao sẽ lột da từng đứa chúng mày để làm ổ cho lão nhị với lão tướng rồi đem máu thịt chúng mày đi cho gà ăn tôi và lưu văn tam nhanh chân bước đến bên cạnh mạnh hân thư và trần mù cũng sẵn sàng chuẩn bị đánh toàn lực bất cứ lúc nào còn về lão hoàng mà từ bạch bị nói thì mồm lão ta lúc nào cũng lại nhải nhắc đến tôi rất rõ đấy chính là con hoàng tiên bị mạnh hơn thư đem đến cho tôi lột da chắc là có tình cảm sâu sắc nhất với từ bạch bì cái con lão tam bị ngao sói cắn chết thì là con hoàng tiên được lão ta để lại đối phó với trần mù rồi lưu văn tam khạc một bãi nước bọt nói năm đó mày làm hết việc ác ông trời không trị mày thì hôm nay cũng sẽ có người trị mày lão vung trảm quỷ đau lên liền định ra tay trước tiên đối với loại người nham hiểm độc ác như từ bạch bì tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ thì còn chẳng biết lão ta đang dở trò gì nữa cũng tránh cho mọi người khỏi gặp tai ương từ bạch bì vẫn cứ phủ phục dưới đất lão ta đột ngột nhảy vọt sang phía bên cạnh ở đó có một cây đa to khỏe thân cây cao lớn rễ phụ cũng vô cùng phát triển từ bạch bì trực tiếp nhảy vọt lên cao hai ba mét con ngươi của lão ta láo liên nhìn quanh hai con hoàng tiên ở trên vai lão ta cũng đau đớn đến mức khuôn mặt vặn vẹo hung tợn bọn chúng cũng đang đồng thời nhìn bốn xung quanh bọn chúng đang dè chừng liễu dục chú. Lưu Văn Tam lao lên trước chém hụt một phát, nhưng lại có mười mấy con hoàng bị tử thường từ trong lùm cây bụi có bên cạnh vọt ra, trèo lên người lão, cắn mạnh một phát rồi lập tức chạy thẳng. Lưu Văn Tam vừa kêu đau vừa chém ngang, mấy con hoàng bị tử bị thương, nhưng lại chẳng chém chết được con nào, còn việc vây đánh của đám hoàng bị tử đó lại khiến Lưu Văn Tam thương tích đầy mình. Khắp người trên dưới đều là vết máu. Tôi nhìn mà da đầu tê rần, vội vàng qua giúp, gậy khóc tan đánh về phía hoàng bị tử. Đương đầu nhất bỗng đánh trúng thẳng vào giữa đầu mấy con hoàng bị tử, thân người bọn chúng khựng một phát rồi cứng đờ ra, giống như bị điện giật trúng vậy, bất động rơi xuống dưới đất. Lúc này trần mù cũng động rồi, trần mù đuổi đến phía dưới gốc đa kia, rồi trèo lên trên cây đa. Lưu Văn Tam cũng căn bản không để ý đến thương tích, sách trảm quỷ đao, xông đến chỗ cây đa đó, tung người một phát, chém mạnh về phía từ bạch bì. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, thân thủ quá gọn ghẽ, khiến tôi không theo kịp, liền chỉ còn cách chầm chầm nhìn từ bạch bì, chờ cơ hội. Gậy khóc tan cũng nắm chặt trong tay, nếu như có cơ hội cho lão một phát lên đầu, thì hôm nay lão sẽ không còn khả năng chiến đấu tiếp nữa. Liễu dục chú chỉ phóng một kiếm đó xong rồi thôi, khiến trong lòng tôi có đôi phần phản cảm. Còn tưởng gã sẽ trực tiếp nhảy ra giúp, nhưng không ngờ bị Lưu Văn Tam nói trúng luôn, hai con hoàng tiên kia tháo chạy lộ sơ hở nên gã mới ra tay bây giờ từ bạch bì và hoàng tiên tụ lại với nhau gã ngược lại bèn không thò mặt ra nữa lại muốn cho chúng tôi trước tiên đánh nhau sống chết để gã ngồi làm ngư ông đắc lợi nhưng tôi lại phát hiện có chút bất thường mạnh hơn thư sao không thấy đâu nữa giây trước cô ta còn đứng bên cạnh trần mù mà lúc này trần mù động thủ cô ta lẽ ra cũng phải ra tay mới đúng vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu hay là cô ta ẩn người đi chuẩn bị chờ thời cơ mới hành động cho từ bạch bị một nhát chí mạng. Trong lòng tôi lại có chút cảm giác sợ hãi, thấy ngột ngạt đến không tả được. Mắt nhìn Lưu Văn Tam vung tay chém xuống, đồng thời với việc nhảy lên là một đao chém về phía cổ từ bạch bì. Trần mù cũng đang ở phía dưới, chặn đứng đường lùi của từ bạch bì, trong tán cây ở phía trên cây đa, lại đồng thời truyền lại tiếng khóc lóc thê thảm của đàn bà, đây chẳng phải chính là giọng của mạnh hơn thư sao. Ba người bọn họ, hóa ra đã hình thành thế hợp công từ ba mặt tôi mừng rơn lão từ bạch bì này làm gì còn cơ hội chạy thoát trong chớp mắt từ bạch bì cũng đã động rồi khuôn mặt âm u trắng bệch như người chết của lão ta lại nhếch lên một nụ cười khinh miệt kiểu da cười cơ không cười tốc độ của lão ta rất nhanh thò một tay ra trảm quỷ đao của lưu văn tam đã sắp chém trúng cổ của lão ta nhưng tay của từ bạch bì lại vừa vặn tóm trúng cổ tay của lưu văn tam lão ta gầm lên một tiếng kéo giật xuống dưới mặt tôi thất kinh lông tóc toàn thân dựng ngược lên gào lớn một tiếng chú trần coi chừng lão từ bạch bì này hóa ra lại định dùng chiêu bài ban nảy mượn lực để đánh có điều lần này là mượn đao của lưu văn tam đi chém trần mù động tác nhảy lên trên của trần mù lập tức đổi thành lộn vòng ra sau né khỏi đao này của lưu văn tam cùng lúc này mạnh Hân thư ở trên tán cây cũng đột ngột chồng người xuống hai tay bắp mạnh về phía gáy của từ bạch bì Hai con hoàng tiên tiên bả vai từ bạch bị đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Bốn con mắt láo liên chầm chầm nhìn mạnh hơn thư. Trong nháy mắt, mạnh hơn thư đột một nước mắt giàn dụa, cô ta lập cập gọi một câu, tiểu vân. Thứ nước mắt không ngừng rơi kia của mạnh Hân thư, bên trong còn lẫn với chút màu đỏ tươi, trông giống như máu. Còn Lưu Văn Tam bị mượn lực một phát đó, chém hụt thẳng xuống mặt đất, càng thê thảm lăn ra ngoài tận mười mấy mét. Trần mù sau khi lộn vòng rơi xuống đất xong, khí thế không giảm, hai chân đạp đất, leo lung lên trên thân cây đa, đi giật hai chân của từ bạch bì. Giết chết nó. Đột nhiên mồm từ bạch bì mấp máy, nói một câu. Hai con hoàng tiên kia thì phát ra tiếng chi chi, hai con người láo liên lượng vòng càng nhanh hơn. Mạnh hơn thư run rẩy một phát, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt mọc đầy lông nhung xanh đỏ, thì lại nhìn sang trần mù. Được, mẹ giết chết nó. Lòng tôi càng ấn lạnh không thôi Cuối cùng cũng hiểu ra Tại sao từ Bạch Bì và Hoàng Tiên tụ lại với nhau Lại khủng khiếp đến thế rồi Bọn chúng không chỉ đánh trắm hạn chế hoạt động Mê hoặc ý thức của người sống Mà Hoàng bị tử già thành tinh Còn có thể che mắt người Không, đây không chỉ là che mắt người Thứ bọn chúng che còn là mắt của huyết sát cơ Căn bản không cần tôi nhắc nhở Phản ứng của Trần Mù còn nhanh hơn Lão nhanh như cắt lùi ra sau thần sắc của mạnh hân thư đã hung hãn đến cực điểm cô ta vặn vẹo cổ hai phát đám lông nhung màu xanh đỏ kia trông càng âm u khủng khiếp vượt qua người từ bạch bì hai tay mạnh hân thư trực tiếp vỗ thẳng về phía lưng trần mù tôi cũng không dám chỉ đứng nhìn nữa co giò lao lên trước gậy khóc tan đập mạnh về phía hai tay của mạnh hân thư tôi vốn dĩ cách cũng không xa cùng lúc trần mù lùi ra sau thì tôi cũng đã lao đến trước mặt mạnh hân thư đánh thẳng một gậy xuống Tiếng đông đốc nhức tai vang lên, khói trắng bốc đầy. Mạnh hơn thư không hề kêu la thảm thiết, cô ta chỉ chầm chầm nhìn tôi một cái, rồi phả một hơi về phía tôi. Bay vào mũi là một thứ mùi xác thối khó ngửi đến cực điểm, cái thứ mùi này còn hung người ta hơn là mùi rắm hoàng tiên, mùi thối sọc thẳng lên đỉnh đầu. Đồng thời cô ta lật tay tác một phát, cánh tay quất trúng luôn lên ngực tôi. Luôn lực mạnh đó gần như khiến cả người tôi bị hất lộn vòng trên không, lọc cọc một phát lăn ra ngoài tận mấy mét. Lúc này Lưu Văn Tam cũng đã từ dưới đất bò dậy, lần này lão cũng sợ rồi, cực kỳ kinh hãi gào lên, mạnh hơn thư. Bọn tôi muốn cứu mạng con cô đấy. Lão từ bạch bì này thành con cô từ lúc nào vậy? Cô bị hoàng bị tử che tim che mắt rồi à? Cô ta không nghe thấy, cũng chẳng tỉnh nổi đâu. Việc ngăn cản của tôi tuy chỉ được chốc lát, nhưng cũng giúp trần mù tránh được đòn đánh đột ngột này của mạnh hơn thư. Lão xoay vòng lại, cong người lên, hai tay thành trảo, không ngừng đung đưa nhịp nhàng. Tôi cũng khó nhọc từ dưới đất bò dậy, trong lòng ngực máu huyết cuộn trào. Nhưng mạnh hơn thư căn bản không dừng lại, sau khi cô ta nhảy khỏi cây sông, lại tiếp tục chồm về phía trần mù. Ngao sói đương nhiên bảo vệ chủ, lông cả người xù lên, hung hãn há mõm chồm qua cắn mạnh hơn thư. Từ bạch bị nằm bò trên cành cây đa, nhưng trên khuôn mặt vô cùng âm u của lão ta lại nở nụ cười, có điều nụ cười này lại lạnh đến cùng cực nhưng lão ta lại đột nhiên có động tác lùi sau dường như định ẩn vào trong tán lá vậy đồng thời từ bạch bị bất thình lình nói một câu thằng mù dẫn đường âm lại đi liên thủ với loại người chết này phải biết là người chết không có tim thứ hậu quả này chúng mày tự đi mà giải quyết trong chớp mắt mạnh hân thư đã xông đến trước mặt trần mù trần mù bật người lên rồi lại ngồi thẳng lên trên cổ của mạnh hân thư hai tay của lão siết chặt lấy cổ của mạnh hân thư xong liền chuẩn bị vặn nhưng lại không làm sao vặn được. Mạnh hơn thư cũng túng lấy hai chân của trần mù, bóp một phát xuống, tôi cảm giác cơ thịt trên chân của trần mù đều biến dạng hết rồi. Lưu Văn Tam cũng vung đao đi chém mạnh hơn thư, rõ ràng lão cũng chẳng để ý được nhiều thế nữa, chỉ có thể qua giúp trần mù trước. Cũng vào lúc này, động tác lùi sau của từ bạch bị ngày càng nhanh hơn. Đến cả hai con hoàng bị tử kia mắt cũng đang láo liên xoay vòng, ba đôi mắt của bọn chúng gần như có thể nhìn tất cả mọi thứ xung quanh người, không một góc chết. Lão ta không hề nhân cơ hội mạnh hơn thư ra tay mà cùng ra tay đối phó với chúng tôi, giống như là đang đề phòng thứ gì đó vậy. Trong lòng tôi cũng hiểu vô cùng rõ, lão ta đang đề phòng liễu dục chú. Nhưng tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn lão ta chạy mất được. Lấy hết sức bình sinh, cây gậy khóc tan trong tay tôi, vung thật mạnh về phía bả vai của từ bạch bì. Thứ tôi đánh không phải là đầu của từ bạch bì Mà là một trong hai con hoàng bì tử kia Từ bạch bì kể cả có muốn chặn Tôi dùng sức như thế này ném gậy khóc tan ra Tuyệt đối cũng sẽ khiến lão lãnh đủ Vùng một phát Gậy khóc tan bị ném bay ra ngoài Cùng lúc này Cái âm thanh rành rọt kia lại lần nữa vang vọng khắp vạt trừng Nhị trảm trừ địa ương Địa hộ hàng các tường Nam tà nữ quy chính Trảm diệt tự tiêu vong từ phía rìa vạt trừng bắn lại Là một thanh kiếm gỗ đào màu đen xì Liễu dục chú cũng ra tay rồi Kiếm không chỉ là một thanh này Giọng nói đó vẫn chưa dừng lại Mà tiếp tục sát khí bừng bừng Tam trảm trừ quỷ ương Bách quái đều ẩn nấp Đoạn trừ nhiều ác sự Gia quyến tự an khang Ta phụng ngọc hoàng luật lệnh xá Lần trước chúng tôi không nhìn thấy kiếm thứ ba của liễu dục chú Do gã ở bên ngoài cổng đánh với mẹ con mạnh hơn thư cuối cùng làm bị thương mẹ con Mạnh hơn Thư và Hà Tiểu Vân, nhưng gã cũng bị thương. Bắn ngay tiếp sau thanh kiếm gỗ đào màu đen xì kia là một thanh kiếm bằng đồng thau. Tiếng xé gió vù vù vang lên, kiếm ngoài tốc độ nhanh, còn chứa đầy một thứ chính khí phá sát hào hùng lẫm liệt. Trảm tan chú, quả nhiên là đạo sĩ chính phái của liễu thị. Đạo sĩ không quản chuyện người sống, nước sông không phạm nước giếng, sau này mày mà đi ra ngoài, người nhắm vào mày sẽ nhiều lắm đây. Từ bạch bị vốn luôn là vẻ âm u bình thản, nhưng lúc này lão ta cuối cùng cũng đã lộ ra nét kinh sợ. Kiếm thứ nhất, mày chẳng phải là đã biết rồi sao? Giọng nói chứa đầy sát khí của liễu dục chú ngay lập tức tiếp lời, quỷ quái, tao gặp một vết một, chỉ hận chúng nó không ngày ngày tới tìm tao, cần gì phải sợ. Từ bạch bị vụt ngừng lại, quay người ngoảnh đầu, lão ta lại đứng ở trên thân cây. Trên hai tay lão cũng có thêm một đôi găng tay làm từ da hoàng tiên, lão ta không hề chạy mà là dùng hai tay đỡ kiếm, rầm một phát, cây gậy khóc tan tôi ném qua, đập mạnh trúng đầu của con hoàng tiên bị đứt đuôi kia. Con hoàng tiên đến tré lên một tiếng cũng không kịp, liền rơi thẳng luôn xuống dưới. Còn con bị đứt tay còn lại, thì đột nhiên một phát chui vào trong áo từ bạch bì. Nó rõ ràng là cũng đang khiếp sợ. Tôi đột nhiên cảm giác không phải là từ bạch bì không muốn chạy, lão ta chắc chắn muốn chạy, nhưng có hai thanh kiếm này ở sau lưng lão ta mà không chặn lại thì chắc chắn sẽ trúng đòn. Nói thì lâu chứ thực tế thì nhanh, kiếm gỗ đào và kiếm đồng thau cùng đâm thẳng mặt từ bạch bì. Hai tay từ bạch bì cùng lúc nắm lấy kiếm. Kiếm gỗ đào vào tay lão ta, lão hự lên một tiếng, lòng bàn tay bắn ra một màn máu, còn thanh kiếm đồng thau kia thì một phát cắt đứt bàn tay phải của từ bạch bì. Một bóng đạo sĩ nhanh chóng vụt qua người tôi, hóa ra chính là liễu dục chú, trong tay gã còn cầm một thanh kiếm đồng thau nữa, hiện giờ cũng đang đâm thẳng mặt từ bạch bì. Thân sắc từ bạch bì vô cùng đau đớn, lão ta đứt mất một bàn tay, máu chảy ròng ròng, cái tay bị thương còn lại cũng đang không ngừng run rẩy. Khuôn mặt lão ta vô cùng hung tợn, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng gầm chói tai. Thứ âm thanh này giống y như hoàng bì tử vậy, nhức óc trận người. Con hoàng tiên bị đứt tai trên người lão ta, lại vụt một phát từ ngực lão vọt ra. Hóa ra vừa vặn lao lên trước kiếm của liễu dục chú, kiếm đâm xuyên thân người của hoàng tiên nhưng thế lao của nó không hề dừng lại khi kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua người nó xong nó đã vọt lên trên tay của liễu dục chú cái đuôi quất mạnh một phát cuốn thẳng lên mặt liễu dục chú một đám khói màu lẫn lộn giữa vàng và trắng bao trùm đỉnh đầu của liễu dục chú cùng lúc này trên cây đa kia cũng lao xuống ít nhất dăm ba chục con hoàng bị tử toàn bộ chồm về phía mặt liễu dục chú trong chớp mắt liễu dục chú đã hoàn toàn bị thứ khí trắng vàng kia bao trùm một lũ súc sinh Muốn chết Liễu dục chú quát ầm lên Nhưng giọng nói đến cuối cùng Thì thành hự một tiếng rồi im bặt Lòng tôi lạnh ngắt Kể cả liễu dục chú có lợi hại Nhưng thứ rắm của hoàng bì tử này Cũng hung dữ lắm Tôi vội vàng chạy qua Định giúp giải vây cho liễu dục chú Từ bạch bì run rẩy thở dốc Lão ta lại chầm chầm nhìn tôi một cái Nhưng rồi lại vọt lên trên tán lá bên trên cây đa Không thấy bóng dáng đâu nữa Tôi sốt ruột không chịu được Nhưng chỉ dựa vào tí chút bản lĩnh này của tôi Thì căn bản không chặn nổi từ bạch bị lại Sau khi chạy đến bên cạnh liễu dục chú Tôi lập tức trắc luôn tàn thuốc ở trong tẩu thuốc ra Thân người liễu dục chú đột nhiên xoay vòng một phát Đám hoàng bị tử kia gần như đều bị hất bay ra Đồng thời gã chém ngang một kiếm Tôi vội thục người xuống tránh Rệt một phát Tung tóe khắp nơi đều là máu của hoàng bị tử bắn ra Mấy chục con hoàng bị tử Nếu không phải bị văng chết thì là bị chặt đứt người, chết không toàn thay. Từ bạch bì, mày không thoát được đâu. Liễu dục chú cũng lao vọt vào trong tán lá trên cây. Kết quả từ trên tán cây lại rơi xuống một cái áo khoác được ghép từ toàn gia hoàng tiên, cứ thế chụp thẳng về phía đỉnh đầu liễu dục chú. Liễu dục chú vung kiếm chém luôn. Cái áo khoác đó tuy bị chém đứt một mảng, nhưng phần còn sót lại thì vẫn quấn chặt lấy người của liễu dục chú. Rầm một phát, liễu dục chú ngã xuống dưới. Phía bên kia tán cây, một bóng người gầy đét lao ra ngoài, trong chớp mắt đã sắp biến mất khỏi tầm mắt. Từ bạch bị hiện tại, tốc độ đã chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Trần Mù và Lưu Văn Tam cùng với ngao sói đều đang bị mạnh hơn thư cuốn lấy. Liễu dục chú cũng trúng phải một chiêu mà từ bạch bị vốn định dùng đối phó với mạnh hơn thư. Nếu như để từ bạch bị chạy thoát, tuyệt đối sẽ thành thả hổ về rừng. Lão ta đến cả lớp da đó trên người cũng đã lột xuống rồi Hai con hoàng tiên cuối cùng Và cả đám hoàng bị tử con kia cũng đều mất mạng tại đây Chúng tôi có thể nói là dốc hết sức lực Lão ta cũng đã dùng hết thủ đoạn trên người mới có được cơ hội dứt khỏi chúng tôi Tôi cắn răng một phát Cũng chẳng để ý được nhiều thế nữa Liền đuổi theo vào trong rừng Thả hổ về rừng hậu hòa không lường Bất kể phải trả cái giá nào Hôm nay cũng phải khiến từ bạch bị bỏ mạng lại đây tuy từ bạch bì đã chậm hơn rất nhiều nhưng tốc độ của lão ta vẫn cứ nhanh hơn tôi trong rừng ánh sáng tối mờ lại càng vô cùng ẩm ướt đạp chân lên liền phát ra tiếng nước lệch nhẹp từ bạch bì đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của tôi có điều nhìn kỹ mặt đất thì vẫn có thể nhìn thấy không ít vết máu lão ta mất tay chảy máu thương tích mức độ cỡ này căn bản không cầm máu được chỗ vết máu rất lại đầu tiên nhất cơ bản là chẳng có vết chân đuổi theo một khoảng cách dài rồi máu rất càng nhiều hơn, có chỗ thành từng vũng một, vết chân cũng hàng sâu hơn không ít. Hơn nữa vết chân này từ ban đầu tiên là thư thất, này cũng đã thành ngày càng cách nhau gần hơn, vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng có thể thấy được, việc này cũng là do từ bạch bì đã sắp không trụ nổi nữa, tốc độ càng ngày càng chậm. Tôi nín thở, cực lực khiến bản thân bình ổn lại, trong tay cũng nắm chặt thanh mã tấu mà trước đây Lưu Văn Tam từng đưa tôi, cùng với con dao găm đỡ âm linh hôm nay bất kể đuổi đến tận đâu tôi đều phải chặn từ bạch bị lại cũng rất rõ loại người giống như lão ta cú phản đòn trước lúc chết cực kỳ dữ dội tôi cũng cần liên tục chuẩn bị sẵn sàng cũng chẳng biết đuổi theo mất bao xa rừng cây đã bắt đầu trở nên thưa thớt nói là thưa thớt chứ trên thực tế ánh trăng vẫn chẳng lọt xuống được bao nhiêu chỉ là cây trở nên ít đi thôi đều là cây đa to rễ phụ đung đưa trong không khí loại cây đa này cũng là một loại âm mộc sinh trưởng to lớn đến mức này ở vùng đất âm tới chiếm hết địa lợi tôi cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ từ bạch bị ẩn nấp trên cái cây nào đó có điều vết máu liên tục tiến về phía trước không hề giãn bớt hoặc ngừng lại lại đuổi theo khả năng là tầm mười mấy phút vòng qua một cây đa già phía trước là một khu đất rộng trên khu đất rộng này ánh trăng rót xuống không gặp bất cứ trở ngại nào trong vạt rừng lạnh lẽo yên tĩnh ngoài tiếng thở dốc nặng nề của tôi ra còn có một tiếng rên đau đớn khác ở phía trước khu đất rộng kia từ bạch bị ngồi bệt dưới đất bên tay bị đứt mất bàn tay của lão ta được dùng một mảnh vải buộc cuốn lại máu vẫn đang rỉ ra ngoài có điều đã ít hơn một chút không chảy ồ ạt như trước nữa bàn tay bị thương còn lại thì da thịt trách toạc thậm chí có thể nhìn thấy cả xương tôi liền đoán từ bạch bị chắc chắn đã kiệt sức rồi nếu như không đuổi theo thì đúng thật là sẽ để lão ta chạy mất Lúc này từ bạch bị rõ ràng là cũng đã phát hiện ra tôi rồi Lão ta ngoảnh đầu Chầm chầm nhìn tôi Khàn giọng nói một câu La thập lục Mày định nhổ có tận gốc sao Mí mắt tôi không nhịn được mà giật máy phát Nắm chặt mã tấu và dao găm trong tay Cũng không trả lời câu hỏi của lão ta Mà chuẩn bị tiến lên trước Từ bạch bị rõ ràng định đứng dậy Nhưng lão ta lại yếu đến mức không đứng dậy nổi Việc mất máu quá nhiều này Cũng đủ khiến lão ta mất khả năng hành động bản thân nước da trắng đến không giống người của lão ta giờ càng toát thêm màu nâu đất hơn nữa chỗ đầu mày của lão ta lõm sâu xuống lộ ra một đường nước hôm nay từ bạch bì chết chắc rồi cũng vào lúc này từ bạch bì vẫn cố gượng người rồi đứng dậy lão ta vừa khó nhọc đi về phía bên kia chỗ trung tâm bãi đất rộng đồng thời giọng nói càng khàn hơn còn có chút run rẩy thi vũ là cháu gái tao tao là ông nội nó bác cả thi vũ vì mày mà chết. Hôm nay nếu mày giết tao, thì kể cả giữa tao và thi vũ có khúc mắt. Nhưng máu mũ tình thâm, tao có thể thấy được nó đối xử với mày thế nào, cũng có thể thấy được, mày chắc chắn cũng từng có chút ý tứ với nó. Tao mà chết trong tay mày, thì đây là huyết thù. Chúng mày sẽ không thể có thêm gì được nữa. Từ bạch bị không ngoảnh đầu, lão rõ ràng đã ở thế sức cùng lực kiệt. Tôi có ý tứ gì với từ thi vũ? Tự hỏi mình, tôi chưa từng biểu hiện ý tứ gì với cô ta cả chỉ là tôi cảm thấy một đứa con gái như cô ta đời này sống được thành như thế đúng là cũng chẳng dễ dàng gì cô ta cũng đủ kiên cường kiên cường để khiến người ta không nhìn ra được sự yếu đuối trong tâm hồn còn về những gì từ thi vũ biểu hiện ra thì thẳng thắn hơn rất nhiều nhưng tôi lại không dám nhận lời cô ta nội tâm có quá nhiều cản trở không phải bởi vì cô ta không tốt mà là bởi vì nguyên nhân tâm lý của bản thân tôi chuyện của cố nhật lâm cũng gây cho tôi một nỗi sợ. từ thi vũ quan tâm việc tôi là âm sanh tử, hỏi đi hỏi lại. tôi không muốn nói, ban đầu nhất là vì không muốn giao tiếp. sau khi hiểu cô ta rồi, tôi lại không dám nói, tôi sợ chúng tôi giao tiếp quá nhiều. trong nháy mắt, tư duy trong đầu tôi đã hỗn loạn không ngừng. còn từ bạch bì đã bước nhanh đến vị trí chính giữa của khu đất trống. Một luồng gió lạnh ngắt thốc lên người tôi, từ cổ áo luồn vào trong người tôi, khiến tôi rùng mình một cái tỉnh táo lại. Vụt ngẩng đầu lên, giọng tôi khàn khàn nói một câu, từ bạch bì, bất kể cách nghĩ của từ thi vũ là gì, bất kể tôi có dự định gì. Có người ông như ông thế này, đều là nỗi đau của từ thi vũ. ruột giá. Máu mũ tình thâm. Nếu vậy thật thì ông đã chẳng đối xử với bố mẹ cô ta như thế. Ông chết rồi, đối với rất nhiều người mà nói đều là sự giải thoát. Ông chết cũng là để chuộc tội với người khác. Cùng lúc với việc dứt lời, tôi dẹp bỏ tất cả tư duy hỗn tạp, bước chân tiến lên trước. Kết quả vị trí bả vai của tôi lại bất thình lình bị một bàn tay túng chặt lấy. Da đầu tôi bung lên, thì giọng nói của mẹ tôi lại khẽ vang lên bên tai, nguy hiểm, đừng đi lên trước. Tôi rùng mình, lúc này liễu dục chú không ở đây, mẹ tôi tới cũng bình thường hơn nhiều. Tôi cũng không quay đầu lại Vẫn khàn giọng nói một câu Mẹ, lão ta hôm nay nhất định phải chết Kể cả lão ta phản đòn Con cũng không thể thả lão ta đi Nhưng mẹ tôi không buông tay Vẫn túm lấy vai tôi Nguy hiểm không phải lão Trong giọng điệu của mẹ Rõ ràng có vài phần kiên dè Thậm chí còn lôi tôi lùi ra sau Tôi làm sao mà phản kháng lại sức lực của mẹ tôi được Lại bị mẹ tôi kéo ra phía sau cây đa to kia Từ bạch bì thì hình như hưng phấn hơn rất nhiều Tốc độ bước chân lão ta nhanh hơn không ít, giống như tôi không đuổi kịp, thì lão ta có thể thoát chết vậy. Đang lúc tôi vô cùng sốt ruột, quay đầu định bảo mẹ tôi buông tôi ra, thậm chí cũng định bảo mẹ tôi cùng tới giúp, thì đột ngột dưới chân Từ Bạch Bì xuất hiện một cánh tay, đó là một cánh tay toàn bộ đều màu đen xì. Sau khi túng lấy gót chân của Từ Bạch Bì, liền kéo giật xuống dưới một phát. Ngay tiếp sau, mặt đất ở chỗ đó liền xuất hiện một cái hố lõm sâu xuống dưới. Giống như cái hố sâu kia bị thảm cỏ trên bề mặt che đi Có một người ở phía dưới canh chừng Đợi có người đi qua Thì lôi người xuống dưới vậy Từ bạch bị rầm một phát rơi xuống dưới Dây tiếp theo liền vọng ra một tiếng hét thê thảm Gần như xuyên thấu bầu trời đêm Khí lạnh điên cùng chạy dọc sóng lưng tôi Cả người như rơi vào trong động băng Đây là chỗ trung tâm Đây là chỗ huyệt nguồn của vùng đất trượng ẩn âm tới Phía dưới đó, chôn thứ gì? lòng tôi không ngừng kinh hãi, mẹ tôi thì kéo lấy tôi tiếp tục từ từ lùi ra sau. Tiếng la hét của Từ Bạch bị ngày càng thảm thiết, khiến da gà trên người tôi đều sắp rụng cả xuống rồi. Lúc trước ở trên đỉnh đồi, tôi đã nhìn thấu phong thủy của nơi này. Nếu không phải Cẩu Hoàng bị trúng chiêu của Hoàng Bì Tử chạy vào trong vạt trường, thì lúc đó chúng tôi đã tránh đi, tuyệt đối không vào trong rồi. Phong thủy của nơi này quá âm, âm khí áp chế sinh khí trên núi thổi xuống thì là gió âm chỗ trung tâm khu đất này lại còn là huyệt nguồn tôi ngay từ đầu đã từng phán đoán nếu ở đây mà tán người thì nhất định là xác âm hung dữ tôi quá muốn kết liễu từ bạch bì dẫn đến việc ban nãy không nghĩ đến sự nguy hiểm của nơi này từ bạch bì ban nãy bước lên trên huyệt nguồn lại để máu tưới xuống dưới nên mới bị cái thứ ở phía dưới lôi xuống xác ở vùng đất âm tới này lại là xác gì Vừa nãy cánh tay đen xì vụt qua ấy Khiến tôi vừa khiếp hãi vừa ngơ ngác. Hát sát Không mấy khả năng Tôi từng nhìn thấy không chỉ một con hát sát Lòng nhung hoàn toàn không phải như thế này Trong lúc tôi bất an suy nghĩ Chẳng biết từ lúc nào đã bị mẹ tôi lôi ra Sau một đoạn tương đối dài Đột nhiên tôi cảm giác vai mình nhẹ bỗng Quay đầu lại nhìn Phát hiện mẹ tôi chẳng biết đã đi đâu rồi Ngoảnh đầu lại nhìn về phía mà lúc nãy tôi tới, thì thực tôi đã sớm quên mất đường tới có điều dựa vào vết máu trên mặt đất mà từ bạch bì để lại tôi vẫn có thể tìm được đường về tôi đã không dám quay lại khu đất trung tâm kia nữa cũng chẳng dám đi nhìn kết cục của từ bạch bì lúc này tiếng gào thét của từ bạch bì đã trở nên yếu đi có thể tưởng tượng được từ bạch bì tuyệt đối không sung sướng gì lão ta vốn đã sức cùng lực kiệt sợ là sẽ phải ôm hận ở trong cái hố sâu kia rồi thuận theo vết máu tôi nhanh chân bước quay về Nhịp tim đập nhanh không hề chậm lại chút nào Huyệt thái dương cũng đang không ngừng nổi gồ lên Co giật Từ bạch bị tuy bị xử lý rồi Nhưng mạnh hân thư vẫn còn bị hoàng tiên của lão ta làm mờ mắt Cũng chẳng biết trần mù và lưu văn tam có trụ nổi hay không Còn cả gã liễu dục chú bị cái áo khoác da hoàng tiên của từ bạch bị trùm lên nữa Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không Tốc độ bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn Lúc tôi về đến chỗ ban nãy từng đánh nhau Mới phát hiện liễu dục chú vẫn đang bị cái áo khoác da hoàng tiên kia trùm chặt lấy Một phát là tôi đã nhìn thấy Hà Tiểu Vân đang bị cái đuôi hoàng tiên ở thắt lưng cái áo khoác cuốn lấy Lúc trước mạnh hơn thư từng một lần đi giành Hà Tiểu Vân Chính vì bị từ bạch bị dùng cái áo khoác làm từ gia hoàng tiên này đi đối phó cô ta Nên cô ta mới không cướp lại Hà Tiểu Vân được Bởi vì lúc đó cô ta túng về phía thắt lưng của từ bạch bì, còn từ bạch bì thì dùng chiêu ve sầu thoát xác cởi bỏ áo khoác xuống suýt nữa thì thuận thế dùng chiếc áo khoác này trùng giữ lấy mạnh hân thư ngay sau đó tôi lại nhìn sang phía bên kia phát hiện trần mù và lưu văn tam vẫn đang giằng co với mạnh hân thư trần mù đang treo người trên lưng mạnh hân thư hai chân hai tay lão thì giống như móc khóa đang khóa chặt thân người của mạnh hân thư hai cánh tay của lão vắt chéo trước ngực mạnh hân thư bàn tay còn đang vào nhau ấn chặt lấy đầu mạnh hân thư còn hai tay của mạnh hơn thư phân biệt bị hai sợi dây thừng trói lấy cổ tay hai cánh tay cũng bị kéo thẳng đuột ra hai đầu dây thừng phân biệt vòng qua thân cây ở hai bên kéo về phía đầu bên kia rồi tụ lại với nhau ở đầu bên kia lưu văn tam đang dốc sức kéo đầu dây thừng lão rõ ràng cũng đã gần kiệt sức trên trán không ngừng tú mồ hôi lão mù chết tiệt khôi tinh điểm đấu của lão trả hết cho thầy rồi à đến chiêu khóa xác cũng dùng rồi mà vẫn không vặn bỏ được đầu nó nữa Bố mày sắp không trụ nổi nữa rồi Giọng của Lưu Văn Tam vừa khàn đặc vừa run rẩy, Lầu bầu nói Trần mù im lặng không nói gì Hai tay của lão càng dùng sức đang xen ấn vặn đầu của mạnh Hân thư Tôi có thể nhìn rõ Trần mù vì dùng sức quá mạnh Mà dẫn đến việc cẳng tay với bàn tay đều đang rung lên Cả khuôn mặt của mạnh Hân thư đều đã bị lông nhung màu xanh đỏ che phủ Cô ta rõ ràng cũng đang phản kháng Ngao sói cắn chặt lấy một bên cẳng chân của cô ta Kéo giật về một phía kiểu gì cũng không chịu nhả ra. Đây là một trận giằng co, ai không trụ nổi thì kẻ đó phải chết. Rõ ràng, bên sắp không trụ nổi là Trần Mù và Lưu Văn Tam. Tôi cũng chẳng để ý đến việc cứu liễu dục chú trước nữa, hoảng hốt gọi một câu, chú Văn Tam, chú Trần, cháu qua giúp ngay. Nói rồi, tôi móc định la bàn ra. Tôi cắn răng, trong lòng không ngừng run rẩy ông nội, xin lỗi. La bàn nhái làm không đủ nhiều, bây giờ chẳng có mà dùng, thủ đoạn cuối cùng của tôi chính là chiếc định la bàn này mới có thể chắc chắn mười phần có thể định chỉ sự hung hãn của mạnh hơn thư trước đây tôi từng hấp tấp dùng định la bàn một lần không hề xảy ra vấn đề gì món đồ này chắc chắn kiên cố hơn nhiều so với la bàn nhái khả năng trấn sát của nó cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng mạnh hơn thư dù sao cũng quá dữ chưa biết chừng dùng cái là vỡ luôn nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cũng vào lúc này Trần mù lại đột nhiên hét lên một câu Thập lục, mày đi lôi liễu dục chú ra trước đã Ban nãy nó vẫn còn động đậy Bây giờ sợ là sắp bị nghẹt thở chết rồi Nó chắc là có cách trấn được mạnh hơn thư Nhưng chú Trần, tôi rất sợ không kịp nhỡ mà trong lúc tôi cứu liễu dục chú Bọn họ gặp chuyện thì làm sao Đừng có lề mề Chú Trần không vấn đề Vẫn còn trụ được lâu nữa Chỉ xem chú văn tam mày có đủ xài Có kéo nổi dây thừng hay không thôi giọng của Trần Mù càng nghiêm trọng hơn. Lưu Văn Tam thì lại chửi một câu, đệt. Ông rủa tôi à? Ai không đủ xài? Lão bị Trần Mù khích tướng một phát thế này, sức lực ngược lại mạnh lên nhiều, dây thừng kéo căng cứng lên. Mạnh hơn thư hự lên một tiếng, hình như vô cùng đau đớn, so với đàn ông, thân người cô ta đã được coi là nhỏ bé rồi, bây giờ lại còn giống như bị kéo đứt hai tay nữa. Tôi cũng chẳng dám dây dưa thêm, vội vàng đến trước người liễu dục chú ngồi xổm xuống. Cái áo khoác trên người từ bạch bì này toàn bộ đều được làm từ da hoàng tiên, lúc này chiếc áo đã vặn vẹo cả lên, ngoài hai cái đuôi hoàng bì tử cuốn lấy hà tiểu vân ra, số còn lại đều đang cuốn lấy đầu và cổ liễu dục chú. Tôi giơ tay ra giật lấy đám đuôi đó, kết quả bọn chúng quấn chắc nịch, căn bản không giật ra được, mà ngược lại còn quấn càng chặt hơn. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể dùng dao găm cắt đứt mấy cái đuôi đó. Mấy phút sau, tôi đã cắt đứt một nửa số đuôi hoàng tiên. Thân người liễu dục chú đột nhiên trở nên run rẩy, hơi thở của gã vốn đã rất yếu ớt, lòng ngực gần như không còn động đậy, nhưng bây giờ lại đột ngột phập phòng lên xuống. Giây tiếp theo, tay gã cũng dơ lên, túng lấy đám đuôi hoàng bị tử còn sót lại trên cổ, giật một phát thật mạnh xuống. Cả cái áo khoác đều bị giật ra khỏi người gã. Liễu dục chú ngồi bật dậy, trên cổ gã toàn là vết lằn tím bầm. Trên mặt cũng có chút tím tái Giống như máu không lưu thông Cũng giống như bị nghẹt thở quá lâu Tạo thành hiện tượng sung huyết Gã há mồm thở hồng hộc Chầm chầm nhìn tôi Đầu mày nhíu chặt Trong mắt lộ ra vẻ tâm trạng bất ổn Giống như không ngờ được rằng Tôi lại đi cứu mạng gã vậy Tôi vội giơ tay lên chỉ về phía mạnh hân thư Nói anh có cách nào trấn cô ta lại không Liễu dục chú lập tức đứng dậy Trên thắt lưng gã còn sót lại thanh kiếm gỗ đào màu đen cuối cùng chỉ thấy mặt gã lạnh cứng, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Trấn, cái thứ hung sát này đã bị khống chế, trừ bỏ nó mới là hết chuyện. Nếu không phải là mấy người nhất quyết đòi hợp tác với nó, thì đã chẳng đến mức thảm hại thế này. Nói rồi, liễu dục chú lập tức rút kiếm luôn. Tôi thất kinh, mặt biến sắc, mạnh hơn thư tuy rằng bị khống chế, dẫn đến việc ra tay với chúng tôi, nhưng bảo tôi nhìn liễu dục chú giết cô ta, thì cũng không thể được. Trong lúc cấp bách. Tôi lập tức vung tay Con dao găm đỡ âm linh liền kề lên cổ liễu dục chú Anh đừng có làm càng Tay tôi hơi có chút run lên Dưới đáy mắt liễu dục chú có đôi chút mỉa mai chế nhạo Mày dám giết người không? La thập lục Mày dù gì cũng là một âm dương tiên sinh Dám vì một thứ xác giữ ác quỷ mà giết người không? Động tác trong tay gã không hề ngừng lại Rút thanh kiếm gỗ đào màu đen kia ra Bèn bắt đầu niệm chú trong miệng gã vừa phát ra hai chữ cái văn Tôi liền không không chế được một luồng sát khí bừng bừng Cả cái ánh nhìn chế nhạo Giọng nói khinh miệt kia của gã Cũng khiến tôi rất khó chịu Đặc biệt là gã muốn diệt hồn phách của mạnh hân thư Khiến cô ta hồn phi phách tán một cách triệt để Tôi đã cầm dao găm kề cổ gã rồi Mà gã vẫn coi như không thấy tôi Con dao găm trong tay tôi hơi ấn lên trước nửa phân Chỗ mũi nhọn của dao găm Vừa vặn cứ rách lớp da trên cổ liễu dục chú một chút máu đỏ tươi rỉ ra Tôi chầm chầm nhìn gã Nói anh trước đây từng nói Tôi chỉ là may mắn có được âm dương thuật Về bản chất Tôi cũng đích thực là một đứa âm sanh tử Mạnh hơn thư tuy dữ nhưng không ác Tuân theo đạo lý oan có đầu nợ có chủ Cô ta không động đến nhà họ cẩu Còn giao con gái ra làm mồi nhữ Để cho một người đàn bà có tình mẹ sâu nặng Đến mức này giao con gái ra mạo hiểm Đã đủ để nhìn ra bản tính của cô ta bây giờ cô ta trúng chiêu rồi, thì anh liền đòi giết ngược cô ta, việc này không phù hợp đạo nghĩa, cũng không hợp tình hợp lý. anh đừng có ép tôi, tôi từ nhỏ đã phải sống rất ngột ngạt bức bối, anh ép tôi quá, tôi không dám đảm bảo tay mình có run hay không. tới lúc đó hai người chúng ta đều phải hối hận. lời của tôi cũng có ý tứ bất chấp hết luôn, bởi vì từ tướng mặt của liễu dục chú, tôi có thể cơ bản mò rõ được tính cách của gã, gã là một người hoàn toàn chỉ nhìn lý cứng đầu cố chấp với thứ mình nhìn thấy, gã căn bản sẽ không nghe lời khuyên của bất cứ người nào. Tôi mà bất chấp tất cả với gã thật, thì gã mới có khả năng nhường bước. Liễu dục chú không nói gì. Con mắt gã nheo lại thành một đường rảnh, ánh mắt sắc nhọn gần như muốn cắt sẽ nhìn thấu nội tâm tôi. Trên trán tôi cũng không kiềm chế được mà liên tục tú mồ hôi, nhưng tay thì lại giữ rất vững, không tiếp tục ấn lên thêm, đương nhiên là cũng không rút ra. Ha ha! Liễu dục chú đột nhiên cười cười. Gã đem thanh kiếm gỗ đào dắt lại lên thắt lưng. Tôi vẫn không rút dao găm về. Đầu mày của gã lại nhíu lại. Tôi trầm giọng mở miệng, lúc trước đã nói là không được động đến mẹ con mạnh hơn thư, nhưng ban nãy anh lại định động thủ rồi, tôi không tin anh được, anh trấn sát, tôi mới rút tay về. Gã lạnh nhạt quay người đi ra phía trước người mạnh hơn thư, tôi đi sát theo sau, vẫn cứ giữ nguyên động tác kề dao găm. Việc này đúng là ứng với câu nói, võ nghệ giỏi đến mấy vẫn sợ giao phay. Thân thủ của Liễu Dục chú vượt xa tôi, nếu đánh nhau thật, đến 10 thằng tôi cũng không đủ xài. Nhưng gã lại đánh mất thời cơ, bị tôi uy hiếp, chứ nếu không, hôm nay Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân sợ là phải hồn phi phách tán thật. Sau khi đến trước mặt Mạnh Hân Thư xong, Liễu Dục chú đột nhiên mò từ trong túi ra một cây bút. Đây là một cây bút lông, trên bút có một chấm chu sa đỏ. Liễu Dục chú giơ tay, Câu bút bèn chạm lên trên trán Mạnh hơn Thư. Trong quá trình này, Mạnh Hân Thư càng trở nên hung hãn hơn, cô ta gào lên một tiếng chói tai, trần mù cũng suýt nữa không ấn giữ được đầu cô ta, Lưu Văn Tam cũng gầm lên một tiếng mới có thể miễn cưỡng kéo được hai sợi dây thường kia, Mạnh Hân Thư cũng xém chút nữa là có thể vung cánh tay lên được. Liễu Dục Chú vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói lớn, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ta này hạ trấn, chúng ương đều lùi, vạn quỷ ẩn nấp. Nhà cửa bình an, xuất nhập tọa nguyện, vĩnh viễn an khang. Ta phụng thái thượng lão quân, lập tức tuân luật lệnh. Giọng nói rành rọt này, chứa đầy luồng khí chính trực ôn hòa. Tôi buông tay xuống, không tiếp tục uy hiếp liễu dục chú nữa. Cho dù tôi bây giờ không hiểu, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra được, liễu dục chú không có hành động muốn giết mạnh hơn thư, đích thực là đang trấn sát. Còn sau khi gã nói xong những lời này, lông nhung màu xanh đỏ trên mặt mạnh hơn thư lại bắt đầu có dấu hiệu bị áp chế. Ngay tiếp đó, cây bút lông chu sa trong tay gã cũng bắt đầu vẽ lên trên trán của Mạnh Hân Thư. Trên đỉnh một chữ thi có thêm hai cái đầu, còn nét ấn kia thì cứ thế kéo thẳng xuống, thành từ trên trán kéo dài xuống tận dưới cầm Mạnh Hân Thư. Ngay tiếp sau phía dưới đầu chữ thi viết một chữ sát, phía dưới chữ sát là hai vòng quỷ vẽ phù, kéo ra một nét phẩy, cũng đến chỗ dưới cầm, hình thành hai đường dọc ở hai bên một đạo phù văn thông thường. Phía dưới chữ sát, gã lại viết chữ giới, đem hai nét dọc của chữ giới kéo dài đến chỗ cuối cùng gần vị trí cầm rồi dùng một chữ định kết thúc giây phút vẽ xong đạo phù này tất cả lông nhung trên mặt mạnh hân thư lập tức biến mất không còn nữa tôi có thể cảm nhận rõ rệt mạnh hân thư đã bị trấn rồi giây phút đó trong mắt cô ta lại đã hồi phục sự tỉnh táo cô ta khó nhọc quay đầu lại lo lắng đau thương nhìn sang phía bên kia Phía đó chính là vị trí mà chiếc áo của Từ Bạch bị rơi xuống, Hà Tiểu Vân bị nhốt ở đó. Cô ta lần nữa ngước mắt nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ vang lơn. Tôi hiểu rõ Mạnh Hân Thư có ý gì, khẽ thở dài một tiếng, nói hai chữ, yên tâm. Hai mắt Mạnh Hân Thư dần khép lại. Không còn lông nhung, trên da cô ta chỉ còn lại màu xanh đỏ đơn thuần, cảm giác giống như mặt người bị đánh bị thương vậy, đặc biệt là chu sa trên mặt cô ta lại có chút giống như máu. Trần mù từ trên lưng Mạnh Hân Thư nhảy xuống Lưu Văn Tam buông tay Ngào sói cũng nhả cẳng chân của Mạnh Hân Thư ra Không tiếp tục cắn cô ta nữa Rất nhanh Lưu Văn Tam đã đến bên cạnh Mạnh Hân Thư Lão cũng hơi có vẻ chặn động tác của liễu dục chú lại Tôi thì vội quay đầu Đi lôi Hà Tiểu Vân ra khỏi cái áo khoác kia Bây giờ Hà Tiểu Vân vẫn nhắm nghiền hai mắt Không hề mở ra Có điều ông lấy nó Tôi mới yên tâm hơn được Nếu không tôi sợ liễu dục chú sẽ lại ra tay giết người xác tao đã trấn rồi, xác mà tao trấn, trên cơ bản đều sẽ diệt bỏ, không có chuyện giữ lại làm hậu hoạn. La thập lục hôm nay mày đòi quản, tao sẽ không tranh giành với mày, nhưng nếu sau này nó gây họa, tao chắc chắn sẽ tìm mày nói chuyện, còn chuyện ngày hôm nay, tới lúc đó cũng sẽ tính luôn một thể. Giọng điệu của liễu dục chú lạnh lùng, hình như rất khinh thường phản ứng của tôi. Trong tính cách của gã ngoài việc cứng đầu đến chết, ngông cuồng, quan trọng nhất vẫn là mặt thủ thành quy nghe xong lời của Liễu Dục Chú, tôi cuối cùng cũng có thể thở vào một tiếng. Lại nhìn sang mạnh hơn Thư, trong lòng tôi như trút được một tảng đá, đồng thời cũng có vài phần chua xót không nói ra được. Trên đời này, đại thị đại phi, đại thiện đại ác, duy có tình mẹ là sâu đậm. Nghĩ đến sát khí mà mạnh hơn Thư bộc phát vì muốn cứu Hà Tiểu Vân Ban nảy chỉ trong chớp mắt đã bị Liễu Dục Chú chế ngự, trong lòng tôi cũng đột ngột thấy tiêu nhiễu. Đối với tôi, Lưu Văn Tam. Trần Mù mà nói, sự hung dữ của huyết sát đã không thể đối đầu được, nhìn thấy chỉ có nước chạy, không chạy là sẽ thập tử nhất sinh. Nhưng đối với Liễu Dục Chú mà nói, chỉ một đạo phù thế này là trấn được luôn. Thường cửu lưu so với hạ cửu lưu, trên một số phương diện nào đó đích thực là sự đè bẹp. Dường như phát giác ra sự thay đổi tâm trạng của tôi, ánh mắt Liễu Dục Chú nhìn sang tôi, càng thêm vài phần cảm giác ưu việt hơn người. Còn cái tâm trạng thất bại tiêu nhiễu kia của tôi, cũng chỉ vụt qua trong chớp mắt. Rồi ngay lập tức trong đầu tôi lại dâng lên một niềm tin. Cũng giống hệt như hồi đó khi tôi chỉ biết đỡ âm linh, mới biết sơ về trạch kinh mà gặp phải Lý Đức Hiền. Lão dùng đẳng cấp chèn ép tôi, tôi bèn dùng thực tế đáp trả. Liễu dục chú đúng là mạnh, gã mạnh về mặt trừ tà. Thường cửu lưu và hạ cửu lưu đích thực có sự khác biệt, nhưng tôi cũng không phải là hạ cửu lưu đơn thuần. Trạch kinh và cốt tướng, cùng thuộc địa tướng Kham Dư tôi đã học thấu triệt, cũng có thể nhập gia tùy tục, mưu đồ tính toán thiên thời địa lợi nhân hòa, mở quẻ thành trận, cũng có thể trấn sát phá sát. Ánh mắt của Liễu Dục Chú bất chợt trở nên ngạc nhiên, giống như không biết tại sao tôi lại có tự tin nhìn thẳng mặt với gã vậy. Gã hất ống tay áo một phát, lạnh lùng nói một câu, tao không mất thời gian với chúng mày nữa, từ bạch bị đâu. Chạy về hướng nào rồi? Lão chạy chưa xa được, tao đi kết liễu lão. Trần mù hướng về phía tôi gật gật đầu, thái độ rõ ràng là bảo tôi nói. Tôi cũng định thần lại. Sau khi ổn định lại tư duy xong, tôi lắc lắc đầu nói, anh không cần đi nữa, lão ta chắc là đã chết rồi. Chết rồi. Liễu dục chú rõ ràng không tin. Lão ta tuy đã sức cùng lực kiệt, nhưng mày vẫn không giết nổi lão. Một tay liễu dục chú sờ vào cán của thanh kiếm gỗ đào, nhíu mày tiếp tục nói, câu nói này không cho mày thêm được tí sĩ diện nào cả, đừng có phí thời gian của tao. Còn nữa, chắc là đã chết rồi, thế có nghĩa là mày cũng không xác định, loại người này không được để có lão có một tí chút cơ hội nào cả. Lưu Văn Tam đang nghe truyện trên TV audio CV mò ra một điếu thuốc châm lên, giọng điệu của lão cũng chẳng mấy dễ nghe, tao nói thằng đạo sĩ nhà mày, ăn nói hòa nhã tí được không, ban nãy nếu không phải nhờ thập lục, mà đã bị mấy tấm da kia làm nghẹt thở chết rồi, thập lục không có sĩ diện gì, mày thì có chắc. Mày! Liễu dục chú rõ ràng bị câu nói này của Lưu Văn Tam kích cho, trong mắt toàn sự tức giận. Con mắt xám trắng của Trần Mù cũng hơi nheo lại, nói, thập lục, chuyện này không phải chuyện nhỏ, mày nói rõ ra xem. Tôi vuốt xuôi lại tư duy, đem những việc phát sinh lúc ban nãy đuổi theo từ bạch bị ra kể một lượt. Đương nhiên, tôi bỏ qua việc nhắc đến mẹ tôi, bởi vì đối với liễu dục chú mà nói, gã mà biết được sự tồn tại của mẹ tôi, cộng thêm với thân phận âm sanh tử của tôi, gã e rằng sẽ động thủ với tôi ngay tại trận. Vậy nên tôi chỉ nói về vấn đề phong thủy ở đây, cùng với việc nói rõ chỗ huyệt nguồn kia nhất định có sát dữ, từ bạch bị tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, chúng tôi mà lại qua đó nữa, khả năng cũng chỉ là nạp thêm vài mạng mà thôi. Cuối cùng, tôi còn đặc biệt nhấn mạnh với liễu dục chú, chỗ đặc thù của vùng đất trường ẩn âm tới này. Liễu dục chú không tiếp lời, chỉ là đi nhặt mấy thanh kiếm gỗ đào cùng với thanh kiếm đồng thau mà ban nãy gã làm rớt lại trên đất về. Tất cả mọi thứ đều nhặt hết lên xong, gã cũng chẳng thèm nhìn tôi, mà bước đi thẳng về một hướng. Vị trí đó, chẳng phải chính là đi về phía trung tâm vạt trường này đó sao? Mặt tôi hơi hơi biến sắc, đang định gọi gã lại. Thì Lưu Văn Tam lại đánh mắt với tôi một cái, rồi mới nói một câu, thập lục, không cần thiết, mày không ngăn nổi đâu chỉ trong chớp mắt như thế, liễu dục chú đã không còn trong tầm nhìn nữa rồi. Trần mù cũng nhíu mày nói một câu, tính cách nó cứng đầu cố chấp, nói nhiều vô ích, đấy cũng là bởi vì bản lĩnh của nó. Tuổi chẳng bao nhiêu, mà bản lĩnh không nhỏ, nên mới tự phụ như thế. Chúng ta rời khỏi chỗ thị phi này trước đã. Thứ ban nãy nó dùng là áp trấn thần chú, coi như là một chú pháp trấn vật tương đối lợi hại rồi, cho dù là cả một khu nhà lớn cũng đủ để trấn sát. Mạnh Hân thư không làm loạn gì được nữa đâu Thập lục mày nghĩ sẵn xem giải quyết hậu quả thế nào đi Trong lúc nói Trần mù liền đi vác mạnh Hân thư lên Tôi kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ Trần mù hình như biết rất nhiều Trảm tan chú Áp trấn thần chú Lẽ nào gã liễu dục chú này có tiếng đến thế sao Hay là sư môn của gã là nơi vang danh từ Nam Chí Bắc Lưu Văn Tam cũng chẳng rảnh rỗi Mà cổng cẩu cổ hoàng lên Đồng thời còn lậu bầu nói mấy câu Tên cẩu hoàng này cũng chưa chết dù sao cũng là người nhà họ cẩu vừa nãy đã tỉnh rồi mà xong lại bị dọa cho ngất đi lăn lộn với nhiều người vất xác những ngày này đúng là phí công tôi chỉ biết cười khổ nhà họ cẩu kể cả không phổ thông thì cẩu hoàng cũng chỉ ở trong phạm trù người bình thường lúc trước tôi cũng chẳng chú ý đến việc hắn tỉnh từ lúc nào rồi lúc nào lại sợ ngất đi có điều cảnh tượng đánh đấu này đối với chúng tôi mà nói cũng là kinh hồn bạc vía thập tưởng nhất sinh khiến một người bình thường sợ ngất xỉu là quá đổi bình thường. Cùng với việc bước đi ra ngoài, tôi mới phát hiện trong miệng ngao sói còn đang cấp một thứ. Chẳng phải chính là hai con hoàng tiên lông trắng kia sao? Trong đó một con đứt tai, một con thì đứt đuôi. Con bị đứt đuôi kia còn là bị tôi dùng gậy khóc tan đánh chết. Nghĩ đến đây, tôi mới phản ứng lại gậy khóc tan của tôi đâu, rồi chuẩn bị chạy về tìm. Nhưng ngao sói thông tính người, nó há miệng, nhả hai con hoàng tiên kia xuống trước mặt tôi, thứ đồng thời được nhả ra cũng có cả gậy khóc tan. Chỉ có điều là bị hai con hoàng tiên kẹp ở giữa, tôi không nhìn thấy mà thôi. Chật, con tiểu hắc này đạt chuẩn, vẫn là trần mù ông dạy tốt. Lưu Văn Tam cũng chẳng ngừng lại, cười hề hề nói tiếp, biết tránh lãng phí, hai con hoàng tiên này là hai cái áo khoác hoàng bị thượng hạng đấy. Tôi nhặt gậy khóc tan lên, thuận tay cũng túng lấy hai con hoàng tiên. Kỳ thực trong lòng tôi cũng có hơi thấy tiếc, chính là bởi ban nãy tôi vì cứu liễu dục chú, trong lúc hoảng loạn liền rạch cái áo khoác kia của từ bạch bị thủng lỗ chỗ, cộng thêm với một kiếm đó của liễu dục chú, cái áo khoác được làm từ gia hoàng tiên ấy trên cơ bản là hỏng hẳn rồi. Chẳng mấy chốc, mấy người chúng tôi đã đi ra khỏi vạt trừng. Ba người đều vác nặng, Lưu Văn Tam cổng cẩu Cổ hoàng, trần mù vác mạnh hơn thư, tôi thì vừa ông Hà Tiểu Vân vừa sách hoàng tiên. Trận đánh lúc trước mọi người đều không giữ lại chút sức lực nào, việc leo dốc đội này liền mệt hơn rất nhiều. Lúc bước đến đỉnh ngọn đổi, Lưu Văn Tam kêu lên một câu hết nổi rồi, phải nghĩ tí. Bình thường lão đều không chịu thua kém ai, vậy mà giờ đặt phịch mông xuống đất luôn. Trần mù cũng để mạnh hơn thư xuống, chăm một điếu thuốc lá cuộn, đống lửa đỏ âu không ngừng nhấp nháy. Tôi cũng ngồi xuống nghỉ một chút. Lúc này đường chân trời đã có một vùng sáng trắng, bất giác, hóa ra đã nguyên một đêm trôi qua rồi. Sau khi ánh sáng ban ngày lộ ra, đêm đen nhanh chóng bị xua tan. Mặt trời bình minh của vùng núi cao so với mực nước biển này cũng tươi đẹp như màu máu. Ánh nắng sớm mai này đẹp mà cũng không chói mắt, tôi ngẩn ngơ nhìn, vô duyên vô cớ lại nhớ đến những lời mà Từ Bạch bị nói với tôi, trong đầu bật ra hình bóng của Từ Thi Vũ, liền vội vàng lắc lắc đầu, xua tan nó đi. Vì để phân tán suy nghĩ trong đầu, tôi nói dự định của mình với Trần Mù và Lưu Văn Tam chắc chắn không thể chôn mạnh hơn thư ở đây phải đưa về thành phố thường bình còn phải liên lạc với hà tiên thủy tìm một khu đất an táng mạnh hơn thư tử tế xem có thể để cô ta yên nghỉ cùng một huyệt với hà dậu dân hay không cũng coi như để vợ chồng bọn họ được đoàn tụ trò chuyện an ủi nhau còn về hà tiểu vân thì để hà tiên thủy thờ cúng một năm trước tôi cũng đã bố trí một số công việc chuẩn bị khác lưu văn tam hỏi tôi có chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì không dù sao thì hà tiểu vân cũng giữ không chịu nổi tôi lắc lắc đầu nói chắc không vấn đề gì hà tiểu vân khả năng không mở nổi mắt nữa chứ nếu không lúc trước mạnh hân thư ở tình trạng nguy hiểm như vậy mà nó cũng chẳng tới giúp có lẽ là mạnh hân thư đã làm gì đó trần mù mới đột ngột nói nếu như mẫu sát rút hết sát khí của âm thai thì nó sẽ không khác gì so với âm thai thông thường ngoài ra con mạnh hân thư này nó dường như là thành xác sống rồi, không biết là bản thân nó vốn là xác sống, hay là giai đoạn này có biến cố gì nên mới gây ra sự biến hóa này. Những lời này của lão lại khiến tôi kinh ngạc không thôi. Có điều tôi lại nghiêng về phía tin lời trần mù, nếu như thế này, thì mạnh hơn thư đúng là hạ quyết tâm lớn, tôi cũng nắm chắc nhất định có thể tiễn hà tiểu vân đi được. Trong thời gian nghỉ ngơi này, cậu hoàng lại tỉnh lần nữa. Thấy chúng tôi đã ra khỏi rừng, hắn mừng đến mức khoa chân múa tay, bất cẩn một chút, lại từ trên sườn đồi lăn xuống dưới. Chúng tôi cũng đã nghĩ đủ rồi, liền đi thẳng về nhà họ cậu. Cậu Tam Đường dường như cả đêm không ngủ, đang ở trong sảnh chính nhà họ cậu đợi. Vào trong sảnh chính, tôi mới nhìn thấy liễu dục chú hóa ra đã ở đây rồi. Gã đi xem qua từ bạch bì, rồi quay về trong thời gian mà chúng tôi ngồi nghỉ. Mặt cậu Tam Đường cũng lộ vẻ vui mừng, ông ta sải bước đến trước mặt tôi, kéo tay tôi bắt tay liên tục rồi lại đi bắt tay trần mù và lưu văn tam không ngừng nói một số lời cảm ơn tôi lại hơi có chút đánh trống ngực định thần lại chút xong tôi mới trực tiếp hỏi thẳng những việc này đều là việc trong phận sự mà chúng tôi nên làm phiền phức của nhà họ cẩu toàn bộ đã giải quyết hết những việc chúng tôi cần làm cũng đã làm xong rồi những thông tin khác của vị kham dư đại sư kia có phải cũng nên đưa cho tôi rồi không nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nói xong tôi bèn chậm chậm nhìn cậu tam đường. Tôi cũng sợ sẽ lại xảy ra sai sót gì nữa. Nụ cười của cậu tam đường không hề bớt đi, nói một cách chắc nịch, việc đó là đương nhiên. Thứ cần chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Vừa nói, ông ta vừa rút trong cái túi treo trước ngực ra một phong bì thư màu vàng. Ảnh chụp đã đưa cho cậu rồi, đây là địa chỉ chỗ ở, thân phận trước đây và cả tên tuổi hiện tại của ông ta. Người này rất thần bí, Kỳ thực rất nhiều người đều cho rằng ông ta đã chết rồi, người muốn tìm ông ta cũng có không ít. Quan trọng nhất là trình độ phong thủy của ông ta đích thực là vô cùng cao siêu, nếu không phải vì các cậu giúp nhà họ cậu một việc lớn, nhà họ cậu đúng thật cũng sẽ không đi đắc tội với ông ta. Tôi đỡ lấy phong bì thư, không tiếp lời câu này. Có điều cậu Tam Đường cũng coi như thoải mái, nói rõ ý đồ của ông ta, không tiếp tục nói những lời ra vẻ quang minh chính đại nữa. Bóc bì thư ra, bên trong xếp mấy tờ giấy A4 viết dày đặc chi chít toàn thông tin. Hơi thở của tôi đều trở nên gấp gáp hơn không ít, cưỡng chế khiến tâm trạng ổn định lại, bắt đầu đọc từng câu từng chữ một. Còn về Lưu Văn Tam và Trần Mù, bọn họ cũng bảo tôi đôi câu, rằng đem xác chết của Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân đi xếp đặt trước, rồi đợi tôi. Vừa đọc một phát, đã khiến tôi vô cùng nhập tâm, đồng thời cũng càng kinh hãi. Vị Kham Dư Đại Sư này từng dùng ba cái tên. Mấy chục năm trước lúc còn ở thành phố Nội Dương, quân Việt chiếm cứ, y thay tên cầm đầu xem phong thủy bói mệnh, lần đầu tiên nổi danh, tên y lúc đó là Khâu Thiên Nguyên. Khi đó tính cách của y rất quái gở, thậm chí còn có thể coi là bạo ngược, vì phong thủy mà làm không ít việc giết người, chuyện chôn sống hàng nghìn tù binh ở dưới núi Nội Dương năm đó cũng gây nên sóng gió tương đối lớn. Đương nhiên, bản thân người dân thường của thành phố Nội Dương thì không hề biết quá nhiều chi tiết cuối cùng sau khi quân phiệt các nơi bị lật đổ có người xem trọng thuật phong thủy kham dư của y muốn mời y tới trấn thủ cao đường càng có người cảm thấy y tâm tà bất chính muốn hỏi tội y y bèn đổi tên thành ngô văn trung rồi mai danh ẩn tích trong giới phong thủy đồn rằng y sẽ không can dự đến chuyện phong thủy nữa mà tu tâm hướng đạo giảm thiểu không ít phiền phức những năm gần đây nhất thì y lại đổi tên họ thành dương hạ nguyên theo việc thời gian ngày càng cách xa năm đó người đáng chết đại đa số đều đã chết già còn lại một số người thì cũng đã già nua ống yếu người biết dương hạ nguyên là khâu thiên nguyên đã không còn nhiều còn sót lại một số người biết chuyện cũng không định ở tuổi xế chiều còn đi ép y nổi điên có câu nói gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời y bị dồn đến mức phải cút đuôi sống qua ngày tuyệt đối không thể nào mà hiền đi thật được ngoài ra bèn là địa chỉ sống hiện nay tình hình thế lực cùng với tình trạng gia đình con cái của y y không sống cùng tỉnh với chúng tôi thuộc quyền sở hữu của y có một đạo trường học phong thủy không nhỏ tập hợp phong thủy sư qua lại nam bắc việc này thực ra cũng chẳng khiến tôi kinh ngạc trừ phi y chết rồi nếu không quyết không thể nào không đụng đến phong thủy được cái sa bàn phong thủy kia là một mình chứng cực tốt chỉ là y hóa ra cũng đã đến tuổi hoa giáp xế chiều còn cưới một cô vợ trẻ đủ tuổi gọi y bằng ông và cũng có con cháu thì khiến lòng tôi bức bối không chịu nổi phong thủy sư thông thường gây họa một phương tất sẽ bị trời phạt Tôi cũng vô cùng thận trọng, không biết y dùng phương pháp gì tránh được những báo ứng này Chuyện này đúng là quá không công bằng Những tài liệu này nhìn số trang có vẻ không nhiều Nhưng nội dung rất cô động, toàn bộ đều là thông tin có tính then chốt Tôi không dám bỏ sót một tí nào Sau khi đọc hết một lượt xong, tôi ghi nhớ lại không ít thứ Đem tài liệu đúc lại vào phong bì thư, tôi cũng cất luôn lên người Thở hắt ra một hơi dài, tôi ngẩng đầu lên, xoa bắp phần cổ nhức mỏi, nói một câu cảm ơn với cậu Tam Đường. Lúc này đầu tôi đã có chút choáng váng, đánh đấm nguyên một đêm, cộng thêm việc tinh thần tập trung cao độ, đầu đã bắt đầu đau rồi. Cậu Tam Đường đặt tách trà trong tay xuống, rồi mới nói là tiên sinh dự định xử lý như thế nào, lúc nào thì ra tay. Cậu giúp nhà họ cậu chuyện lớn, tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa, thế lực nhà họ cậu không nhỏ, người cũng không ít. Nếu như cậu có thể đối phó với thuật phong thủy của ông ta, tôi sắp xếp người là có thể trực tiếp trấn áp những thế lực hiện giờ của ông ta luôn. Nhưng nếu như cậu không đối phó nổi, thì phải có dự định khác. Tôi do dự một chút, tuy Trần Mù bảo tôi đừng dùng người nhà họ cậu. Nhưng bây giờ xem ra, thế lực của vị kham dư đại sư Dương Hạ Nguyên kia cũng không nhỏ, đơn thuần chỉ ba người chúng tôi hoàn toàn không đủ xài. Tôi cũng không nói chắc nịch luôn, mà chỉ bảo với cậu Tam Đường rằng tôi cần suy nghĩ một chút, lập một kế hoạch cẩn mật cũng cần sắp xếp chuyện hậu sự cho Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân, rồi mới có dự tính khác được, tới lúc đó tôi sẽ liên lạc với ông ta. Cậu Tam Đường gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt, Mạnh Hân Thư nhập thổ thật rồi, nhà họ cậu cũng có thể yên tâm triệt để. Kỳ thực lúc này ở trong sảnh chính, chỉ có hai người là tôi và cậu Tam Đường. Đương nhiên, trừ xác chết ai công ngồi trên chiếc ghế bành kia ra. Lưu Văn Tam và Trần Mù đều đã đi nghỉ, đến cả liễu dục chú cũng đã rời đi cuối đầu lại suy nghĩ thêm mấy giây, tôi mới bảo với cậu Tam Đường hôm nay sẽ không ở lại nhà họ cậu thêm nữa, tôi chuẩn bị rời đi. Cậu Tam Đường cũng không cố giữ tôi, nói để cậu Hoàng đưa tôi đi thu dọn đồ đạc, rồi thông báo với Lưu Văn Tam và Trần Mù một chút, cũng tiện thể xếp một chiếc xe đưa chúng tôi về. Cậu Tam Đường gọi cậu Hoàng lại dẫn tôi qua khu nhà mà chúng tôi ở, lúc này tôi mới phát hiện Lưu Văn Tam và Trần Mù không hề đi nghỉ. Kỳ thực chúng tôi cũng chẳng có đồ đạc gì đều là những món đồ đem theo người, bọn họ gần như cũng đã thu dọn xong hành lý rồi. Trong phòng tôi chỉ để lại một số đồ vật nhỏ. Trong lúc dọn dẹp tắm rửa, tôi cũng bảo Cẩu Hoàng đi chuẩn bị xe, đồng thời cũng dặn hắn đừng có quên xác chết của Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân. Tôi cũng đơn giản nói là nghỉ ngơi một chút xong chắc là không có việc gì nữa. Đương nhiên tôi cũng không giấu Trần Mù, kể lại việc tôi không hoàn toàn từ chối thẳng nhà họ Cẩu. Trần Mù ư một tiếng, không nói thêm gì khác. Lưu Văn Tam thì nói tôi làm thế là đúng Làm người chưa một lối Sau này gặp mặt cũng dễ nói chuyện Nhà họ cậu chưa chắc đã không phải cầu cạnh đến tôi nữa Nếu đúng là gặp phải chuyện nhà họ cậu có thể giúp được Chúng tôi mở miệng Bọn họ cũng chưa chắc đã từ chối Chỉ cần không đặt quá nhiều hy vọng vào bọn họ Cũng đừng nói chuyện quan trọng nhất với bọn họ là được Lúc qua lại chỗ sảnh chính Thì cũng đã thêm hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi Đương nhiên, Tôi kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ muốn hỏi liễu dục chú một chút về tình hình mà lúc cuối cùng gã đi qua nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn bỏ dự định này đi, cố gắng không giao tiếp với gã. Còn khi vào trong sảnh chính, tôi vốn tưởng cậu Tam Đường chắc đã đi chỗ khác rồi, ông ta chẳng đến mức phải tiện chúng tôi. Nhưng không ngờ, cậu Tam Đường lại vẫn ở đó. Có điều ông ta rõ ràng không phải đang đợi chúng tôi. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế ở phía dưới chiếc ghế bành kia, phía đối diện thì là một gã đàn ông trẻ tuổi, chỉ tầm trên dưới 30, đang ngồi. Nhìn trong thân phận địa vị không thấp, khí chất nói năng không tầm thường, mở mồm nói vài ba câu, bèn là đáng tiếc. Cũng vào lúc này, cậu Tam Đường lập tức đứng dậy. Ông ta nhìn sang tôi, cười nói với gã đàn ông kia, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, đây chính là âm dương tiên sinh La Thập Lục chuyện cái âm thai hóa ngọc kia đúng là xin lỗi, nhà họ cậu xử lý không thỏa đáng. Là tiên sinh là chuyên gia trong mảng này, còn là thầy đỡ âm linh nức tiếng xa gần, tôi đúng thật không lừa nhà họ Dương. Là tiên sinh nói rất rõ ràng hậu quả của việc cố giữ lại âm thai, cái xác nữ đó cũng dữ lắm, kể cả nhà họ Dương cầm đi rồi, sau này cũng sẽ có phiền phức. Cậu Tam Đường nói rất nhanh, tôi mới hiểu ra, người này chính là nhân vật định mua cái âm thai hóa ngọc kia. Hắn còn trẻ măng, mà có quyền thế thật thì chắc cũng là gia tộc của hắn rồi gã đàn ông đó cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi trong mắt hắn đột nhiên có vài phần ngạc nhiên nói một câu cậu tên là la thập lục tôi gật gật đầu cũng nhìn đối mặt với hắn hắn lên xuống quan sát tôi cái thần thái đó giống như là quen biết tôi vậy cũng vào lúc này ánh mắt lưu văn tam hướng lên trên người hắn mặt hơi hơi biến sắc gã đàn ông đó cũng nhìn sang lưu văn tam ánh mắt hắn càng kinh ngạc hơn lúc quay đầu nhìn lại sang phía tôi trong mắt lại có chút ẩn ý tôi là dương hưng hắn giơ tay về phía tôi rõ ràng là động tác bắt tay tôi cũng rất ngạc nhiên đương nhiên tôi chẳng có tí chút ấn tượng nào với hắn cả hắn biết tôi mà lưu văn tam cũng lại biết hắn hắn là ai tôi cũng đưa tay ra một cách hữu nghị gật gật đầu đang định nói chuyện thì lưu văn tam lại một phát túng lấy cổ tay tôi lão hơi hơi nheo mắt lại bất chợt nói một câu, "Thập Lục, chúng ta không bắt tay với loại người này, cũng không tiếp xúc với chúng nó." Giọng điệu của Lưu Văn Tam không hề dễ nghe mà còn toát ra vẻ lạnh nhạt. Lão rất ít khi biểu lộ trạng thái tâm trạng như thế này, tôi cũng chẳng thấy mấy lần, người này từng đắc tội với Lưu Văn Tam. Dương Hưng cười cười, rụt tay lại nói, "Để lịch sự với cậu gia chủ, nên tôi cũng đối xử lịch sự với La Thập Lục, nhưng câu này của các người thì nghe lại rất chối tai." Nói cứ như là tôi thích có giao tiếp với đám hạ cửu lưu các người vậy Thầy đỡ âm linh Biết phong thủy thì sao Đến một thằng người đường hoàng cũng chẳng phải Nếu không phải vì tôi đồng ý Nó lại có mấy phần tư cách để bắt tay với tôi Có những thứ sinh ra đã thế Giai cấp dưới đấy cứ là dưới đấy Kiểu gì cũng không thay đổi nổi đâu Dương Hưng tuy đang cười Nhưng lời của hắn lại vô cùng khinh miệt Đầu tôi ông lên một phát Trận tròn con mắt Chầm chầm nhìn Dương Hưng anh rốt cục là ai? Giọng tôi khàn hơn rất nhiều, ánh mắt dán chặt vào hắn, không hề rời đi chút nào. Mày không có tư cách hỏi. Dương Hưng lại hất ống tay áo một cái, thần sắc lạnh lùng hơn không ít. Rồi hắn lại chuyển qua nhìn sang cậu tam đường, miệng cười mắt không cười mà nói một câu, cậu gia chủ, thế này có vẻ là bọn nó chuẩn bị đi, đợi ông tiễn khách xong, chúng ta lại nói tiếp sau. Việc này, cậu tam đường rõ ràng cũng không hiểu. Ông ta cười cười vẻ xin lỗi với tôi và Lưu Văn Tam, rồi lại đánh mắt với tôi. Tôi nhìn ra được, gia tộc phía sau lưng Dương Hưng tuyệt đối không nhỏ. Lúc trước cậu Tam Đường đã nói rồi, là quan chức quý nhân mua cái âm thai hóa ngọc đó, đến ông ta cũng đang kiên dè Dương Hưng. Hoặc là, kiên dè gia tộc sau lưng Dương Hưng. Trong lòng tôi thì lại vô cùng hỗn loạn, tôi vẫn muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Còn Lưu Văn Tam thì kéo tôi đi ra ngoài. Cẩu Hoàng chuẩn bị sẵn một chiếc xe bán tải, thùng xe phía sau để một đôi quan tài mẫu tử. Rất rõ ràng, bên trong phân biệt đặc xác chết của Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân. Ngao sói nhảy lên thùng xe phía sau, nằm bò bên cạnh quan tài. Lưu Văn Tam vỗ vỗ vai tôi, nói một câu, "Thập Lục, mày không sao chứ?" Tôi ngửa mặt lên, trong mắt hơi có chút đỏ, "Chú Văn Tam, chú biết hắn là ai đúng không?" Kỳ thực trong đầu tôi cũng đã có suy đoán rồi. Tôi tuyệt đối chưa từng gặp gã Dương Hưng này. Mấy câu mà hắn nói đó lại khiến tôi cảm giác như đã từng gặp. Lưu Văn Tam thì rõ ràng lại bắt đầu do dự, lão không tiếp lời tôi mà ngược lại dục mấy câu bảo tôi lên xe trước, có chuyện gì, đợi về rồi nói. Nói xong, lão liền lên xe trước. Con mắt xám trắng của Trần Mù quét qua tôi, xong lại quay đầu nhìn sang cổng chính nhà họ cẩu, rồi lão nói một câu, thập lục, việc mày cần làm còn không ít, Đừng để thứ việc cỏn con này làm mất thời gian, đó chẳng qua chỉ là một người bình thường. Không cần thiết phải so đo với nó. Tôi gượng cười một cái, nhưng lại chẳng nói nên lời được. Quay người lên xe, tôi ngồi ở ghế lái phụ, Lưu Văn Tam và Trần Mù thì ngồi ở hàng ghế thứ hai. Người chuẩn bị xe là Cẩu Hoàng, nhưng người lái xe thì không phải hắn, mà là một người khác của nhà họ Cẩu. Lời giải thích của Cẩu Hoàng đối với việc này là từ đêm hôm qua đến giờ, hắn thực sự là cũng sắp đến giới hạn rồi, không trụ nổi nữa. Tùy tiện lái xe, hắn sợ là sẽ xảy ra chuyện. Tôi cũng chẳng có hứng thú đếm xỉa đến hắn, trần mù cũng chẳng mở miệng, Lưu Văn Tâm liền dục người kia lái xe, bảo cậu Hoàng đi nghỉ. Xe từ trước cổng nhà họ cậu rời đi, chẳng mấy chốc đã đi qua khúc số một của cửu khúc huyền hà. Lúc này ánh nắng chói chang, xuyên qua cửa xe chiếu lên trên người tôi, nhưng tôi lại cảm giác trong lòng bức bối không thôi, cái hơi ấm kia cũng khiến tôi bực bội cáu kỉnh. Huyền hà nước chảy cuồn cuồn, những quần đảo kia trong mắt tôi lại giống như từng con quái vật đang nhe nanh dương vuốt. Rõ ràng đang là ban ngày mà tôi lại có thứ ảo giác này. Dùng sức lắc mạnh đầu, xua đuổi thứ cảm xúc tiêu cực kia đi. Cũng vào lúc này, Lưu Văn Tam lại thở dài một hơi, nói, thập lục, chú Văn Tam vừa nãy không phải là không nói, mà là sợ tâm trạng mày không chịu nổi. Tim tôi vụt đập điên cuồng lên, lập tức quay đầu lại. Im lặng một chút, Lưu Văn Tam lại thở dài một tiếng nói, mày đúng là có chút thông minh vượt ngoài dự liệu của người khác, mày chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Lời của lão lại khiến nắm tay tôi càng nắm chặt cứng lại, trong mắt không kiềm chế được mà bắt đầu đỏ lên. Tôi không mở miệng, không nhắc lời Lưu Văn Tam, lão mới tiếp tục nói, lần đó, gã đàn ông tới cùng với Cố Khai Dương và Cố Nhược Lâm, chính là nó. Lúc đó chú không biết tên của nó Nó đứng bên cạnh cố nhược lâm Đúng là trông có vẻ khiêm nhường Nhưng không ngờ hôm nay lại ngông cùng thế Nó là anh họ của cố nhược lâm Lưu Văn Tam chăm một điếu thuốc Cũng đưa cho tôi một điếu Đồng thời lại an ủi tôi Đừng có vì chuyện này mà làm hỏng tâm trạng Gã đó chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng Làm sao biết được năng lực và bản lĩnh của âm dương tiên sinh Tôi nhắm mắt lại Cũng chăm điếu thuốc kia lên Tôi biết không được coi là mạnh cái cảm giác cây nồng nóng bỏng tràn qua cổ họng vào trong phổi tôi có thể đoán được hắn có liên quan đến cố nhược lâm rất đơn giản bởi vì cái câu nói đó của hắn đến một người đường hoàng cũng không phải câu này do lưu văn tam thuật lại là lời nói ra từ miệng cố khai dương đã sớm in dấu một vết thương trong lòng tôi ban đầu tôi nghĩ đem chút tình cảm đối với cố nhược lâm đó cất vào chỗ sâu nhất trong lòng sau đó cùng với việc tôi phát hiện cô ta chặn nít quy chát của tôi không còn bất cứ giao tiếp nào xong thì tôi đã biết tôi không thể nào ngu xuẩn không chút tự trọng mà đi tìm cô ta nói chuyện tất cả những việc này cũng chỉ đến đó là dừng chỉ là tôi không ngờ hôm nay lại gặp dương hưng gặp người liên quan tôi vẫn không thể khống chế được cảm xúc cuối cùng trích một hơi hết điếu thuốc tâm trạng tôi đã bình ổn lại không ít cười cười nói chú văn tam các chú yên tâm đi cháu không sao cháu không biết cái gì là gia tài bạc tỷ bọn họ cũng không hiểu cái gì là phong thủy kham dư vốn là người trên hai con đường cháu chỉ là nhất thời cảm xúc hỗn loạn mà thôi giờ đã hết rồi lưu văn tam nghe vậy mới vui vẻ lên lão gật gật đầu thập lục mày nghĩ thế là đúng dựa vào bản lĩnh bây giờ của mày có thêm chút danh tiếng nữa đầy đàn bà lao vào mày cũng vào lúc này trần mù đột nhiên mở miệng theo tao thấy vẫn là cái con bé dương sai kia không tồi xứng với thập lục thần thế tương đồng, nó đối xử với thập lục cũng khá. Lưu Văn Tam sờ cầm, đầu mày lão lúc thì nhíu lại, lúc thì giãn ra, rồi lại lắc lắc đầu nói, không được không được, cái lão mù nhà ông nói không đáng tin. Kiếm dương sai về làm vợ. Thế này đàn ông còn đường sống không? Thấy bọn lão lại bắt đầu cãi nhau. Trên trán tôi toát đầy mồ hôi, vội vàng bảo bọn lão dừng lại, nói tôi đúng không sao thật. Những việc này đều là chuyện riêng của tôi, tôi chắc chắn sẽ tự mình suy nghĩ bọn lão mà nói tiếp, không biết chừng tôi sẽ lại gặp chuyện gì mất. Trần Mù đã chẳng mở miệng nữa, nhưng Lưu Văn Tam thì cứ càm ràm với tôi, chuyện liên quan đến đàn bà chắc chắn không thể nhẹ nhàng thế được, cùng với việc nói một số câu từ kinh nghiệm của lão. Lúc này sự bức bối của tôi đúng là bớt nhiều rồi, nhìn Lưu Văn Tam bây giờ kể chuyện như thật, nghĩ đến vẻ thảm hại của lão trước mặt Hà Thái Nhi sau khi bị lộ các món nợ phong lưu, lại không nhìn được muốn cười. Đương nhiên, tôi cũng không bóc mẻ Lưu Văn Tam đột nhiên điện thoại của tôi rung lên bần bật tôi cầm điện thoại lên là một số lạ nhận cuộc gọi đồng thời đặt điện thoại lên tai đầu bên kia truyền lại một giọng nói thanh thoát la thập lục tôi là thẩm kế mặt tôi đột ngột đơ lại tay cũng nắm chặt điện thoại khắp ngón tay đều nổi gồ cả lên tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần với thẩm kế nhưng ấn tượng đối với cô ta lại khắc sâu trong đầu óc tôi mắt một mí nước da trắng mặt trái xoan mang vẻ đẹp mỹ nhân cổ điển cảm giác tĩnh lặng rất mạnh mẽ ban đầu chúng tôi bị âm tiên sinh cho người đưa xuống núi nhốt trong từ đường kế nương cũng là thẩm kế tới thả chúng tôi đi lúc cô ta trả lại kim toán bàn cho tôi có từng nói với tôi trên núi kế nương xảy ra biến cố âm tiên sinh không xuống núi được có điều đợi sau khi ông ta xuống núi sẽ tới gặp tôi là tôi giọng tôi đã không kiềm chế được mà trở nên nghiêm trọng ngay tiếp đó liền hỏi luôn sư phụ cô định đến gặp tôi à? Chúng tôi đang ở nhà anh. Giọng điệu của thẩm kế rất bình thản. Tôi như nghẹt thở, bị người ta tùy tiện xông vào nhà, đổi thành bất cứ một người bình thường nào chắc đều cảm thấy tức giận, nhưng giọng nói mềm dịu dễ nghe này lại khiến người ta không giận nổi. Mà vị âm tiên sinh kia lại đã tới rồi. Thậm chí còn đến nhà tôi ở trong thôn tiểu liễu. Trước đây tôi không về, cũng bởi chuyện liên quan đến thằng điên nhà họ Vương và lão quá, nhưng bây giờ thì không còn nhiều kiên kỵ thế nữa chỉ là âm tiên sinh tới cũng không phải lúc tôi phải đi gặp dương hạ nguyên cứu bà nội tôi ông ta tới lúc này chẳng phải là gây thêm biến cố cho tôi sao nhưng tôi lại không thể không đi gặp ông ta trên núi kế nương ông ta vốn định giết chúng tôi cũng là vì kim toán bàn của trương cửu quái nên ông ta không những không giết tôi mà thậm chí còn trả bộ tán ảnh chi pháp cho tôi bộ tán ảnh chi pháp này không biết là mơ ước thống thiết của biết bao nhiêu phong thủy sư khắp cả nước tôi cũng chẳng biết ông ta rốt cục có mưu đồ gì đồng thời tôi cũng muốn biết cuối cùng trên núi kế nương đã phát sinh chuyện gì mã bảo nghĩa có chết hay không kết cục của trương nhĩ như thế nào kế nương cuối cùng có vũ hóa thành công chưa trong chớp mắt trong đầu tôi liền nghĩ đến một loạt những việc lớn này giọng nói mềm dịu vui tai của thẩm kế lại lần nữa vang lên hy vọng anh về nhà nhanh một chút chúng tôi đã đợi hai ngày rồi. Tôi định thần lại, cũng trả lời một câu, tôi đã đang trên đường về nhà, có điều tôi ở Huyền Hà, Bá Châu, đi đường đã mất trên hai ngày rồi, còn có một số việc cần xử lý, sau đó mới có thể về được. Thẩm kế ư một tiếng, cúp điện thoại. Tôi bỏ tay xuống, nắm chặt lấy điện thoại, thở hắt ra một hơi dài. Âm tiên sinh đến rồi. Tôi vừa mới dứt lời, Lưu Văn Tam liền nhau mắt lại nói một câu, đến thật không đúng lúc tí nào, chúng nó ở nhà mày à định làm gì thế tôi lắc lắc đầu nói không biết trần mù vừa vặn xen vào một câu trương cửu quái sau khi câu nói này vang lên xong trong xe liền yên tĩnh lại lưu văn tam không đi núi kế nương chỉ là nghe từ miệng tôi và trần mù nên biết được một số tình hình trần mù nói cũng không sai suy cho cùng âm tiên sinh tới tìm tôi vẫn là có liên quan đến kim toán bàn và trương cửu quái trước đây tôi suy đoán ông ta bảo tôi học tán ảnh chi pháp là có mưu đồ bây giờ lại không khỏi nghĩ nhiều thêm vài phần lẽ nào trương cửu quái cũng từng bói quẻ cho ông ta thời gian nhoáng cái đã hai ngày trôi qua chúng tôi về đến bên bờ lưu vực sông dương của thành phố thường bình ở trước bến tàu nhỏ của đoạn sông dương này nhìn thấy hà tiên thủy một thời gian trôi qua trạng thái tinh thần của hà tiên thủy rõ ràng rất kém giống như thức đêm không ngủ trong một thời gian dài bọng mắt rủ xuống rõ dài quần thâm mắt đều đã có chút tím bầm lại đầu mày cũng có khí đen vần vũ không tan bên cạnh gã có đổ một chiếc xe tải có thùng cỡ nhỏ còn có mấy người bốc vác trên vai vắt khăn mặt thấm mồ hôi đang nói chuyện huyên thuyên rất rõ ràng lưu văn tam đã liên hệ trước với gã gã đã chuẩn bị sẵn cho việc kéo quan tài gặp mặt chào hỏi hà tiên thủy nhìn thấy đôi quan tài mẫu tử ở phía sau xe bán tải lập tức mắt liền đỏ lên nước mắt cứ rưng rưng trong tròng mắt Gọi mấy người bốc vác kia đi khiên quan tài lên trên xe tải Hà Tiên Thủy rầm một phát Liền quỳ xuống trước mặt tôi Tôi vội đi đỡ gã dậy Nói quỳ tôi thế này làm gì Gã túng chặt lấy cẳng tay tôi Kiểu gì cũng không chịu dậy Khóc lóc nức nở nói Là tiên sinh, cậu đừng kéo tôi Để tôi quỳ Tôi cảm kích cậu quá Để anh tôi có thể báo thù Còn đưa được chị dâu tôi với Tiểu Vân về Nếu không phải nhờ cậu Anh tôi đến giờ vẫn chết không nhắm mắt Chị dâu tôi và Tiểu Vân phải làm cô hồn giả quỷ Cả đời tôi cũng phải sống trong hối hận không được yên lòng Ân tình này bảo tôi lấy mạng để bù vào cũng không quá đáng Nói rồi Hà Tiên Thủy buông tay tôi ra Công cọc dập đầu lạy tôi Tôi còn định ngăn lại Nhưng trần mù đã lắc lắc đầu Tiếng lão không lớn Nói một câu bảo tôi nhận lấy Âm dương tiên sinh làm việc Nếu không thu tiền Thì phải thu lễ tạ khác Việc dập đầu lạy này của Hà Tiên Thủy Cũng là một dạng lễ tạ nếu không tôi thì chẳng việc gì làm việc tốt tích âm đức nhưng mệnh số của hà tiên thủy thì không chịu nổi thứ vận may lớn tới nhà này sợ là sẽ gặp họa đột xuất vậy nên tôi cũng không tiếp tục ngăn cản nữa đồng thời tôi càng cảm thấy tiếc thần bà cũng có đường lối của thần bà trần mù am hiểu rất thấu triệt với những thứ mệnh số này nếu không phải bị đôi mắt kia liên lụy lão không chừng sẽ còn đạt được trình độ cao hơn vượt qua bà cụ hà cũng không phải chuyện khó đối với hai chữ mệnh số này tôi cũng hơi có chút nhìn nhận dự định trước khi đi tìm dương hạ nguyên còn cần phải thỉnh giáo trần mù một số thứ cuối cùng hà tiên thủy dập đầu lạy nói lời cảm ơn xong mấy người bốc vác cũng đem quan tài khiêng lên trên thùng xe của chiếc xe tải kia tôi bảo người lái xe của nhà họ cậu này lái xe về trước không cần tiếp tục đưa chúng tôi nữa hắn cũng chẳng khách khí nhiều liền lái xe rời đi sau đó là đi an táng mạnh hơn thư tốn thời gian mất một ngày Tôi tìm được một chỗ núi Chi Long ở khu rừng gần nhà Hà Tiên Thủy, chỗ huyệt nguồn cũng đủ để trấn mạnh hơn thư. Cộng thêm việc cô ta đã từng bị liễu dục chú trấn, sau khi nhập thổ xong sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Tốn thời gian tương đối dài, còn phải chuyển mộ của Hà Dậu Dân, để hai người yên nghỉ cùng huyệt mộ. Cuối cùng Trần Mù dạy tôi lập một tấm bia mộ trước nắm mộ của vợ chồng bọn họ, ngoài việc viết tên họ của Hà Dậu Dân và Mạnh Hân Thư ra, còn vẽ một đạo phù. Trên đầu đạo phù này cũng là một chữ thi có hai đầu, bên trái kéo dài xuống, bên phải thì thêm một nét phẩy. Bên trong lại chỉ có hai chữ xá và giới lấp đầy phần trong của đạo phù. Trần Mù Bảo với tôi, đây gọi là trấn vật phù. Đạo phù mà lão biết, không lợi hại được như của Liễu Dục chú, nhưng cũng có một số tác dụng việc này cũng khiến tôi liên tưởng đến trấn sát phù của ông nội và còn cả một số phù văn trong trạch kinh ví dụ như lục đinh thủ mộ soạn văn mà lần trước tôi nhận ra phù của phong thủy sư đại bộ phận đều liên quan đến trấn phong thủy còn phù thần bà với những đạo sĩ kia tinh thông đều là phù chú dùng trấn sát trấn quỷ trấn quan tài còn về việc ông nội biết trấn sát phù khả năng cũng có liên quan đến việc đỡ âm linh của ông sau khi mạnh hơn thư hạ tán xong bèn là vấn đề thờ cúng của hà tiểu vân âm thai thông thường chạm đất nhiều nhất là không dùng được hoàng thuật tiễn âm thờ cúng một năm vẫn có thể tiễn đi được mặc áo khoác hoàng bị chạm đất liền sẽ phá vỡ cấm kỵ hoàng tiên và âm thai cùng hóa sát thành quỷ nhi có gia tiên hộ thể nguyên nhân quan trọng nhất không tiễn nó đi được cũng là bởi nguyên nhân này đã hóa sát thành quỷ nhi rồi còn có thứ tà quái hoàng tiên ở trong nó làm sao còn nhận thờ cúng làm sao đi đầu thai nữa có điều lúc mạnh hơn thư giao âm thai ra lại đã khiến con bé nhắm mắt lại hai ngày hôm nay rời khỏi bá châu cũng không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn tôi dặn dò hà tiên thủy trước tiên thờ cúng một năm thử xem con bé có đi đầu thai không hà tiểu vân cũng là một đứa bé thông minh nó chắc sẽ không làm ngược với tâm nguyện của mẹ nếu như có gì ngoài ý muốn thì liên lạc với tôi tôi sẽ tới giúp bất cứ lúc nào sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả xong tôi với Lưu Văn Tam bàn nhau gọi xe về thành phố nội dương. nhưng bên ngoài nhà của Hà Tiên Thủy lại có một chiếc xe tới. người xuống xe hóa ra là Hứa Đức Sưởng. Hứa Đức Sưởng sống ở thành phố Thương Bình. lần trước lúc tôi nằm viện, hắn còn từng tới thăm tôi. tôi còn nhớ khi đó hắn đưa một người bạn tên là La Trí Kiến tới nhờ tôi xem tướng mặt và mò cốt. gã La Trí Kiến đó xương Trượng ngao bị đánh vỡ, dẫn đến việc phá hỏng mệnh cách lúc đó tôi liền thử coi con người và phong thủy như một chỉnh thể bổ trợ lẫn nhau cốt tướng là thế của núi máu huyết là thế của sông để kiểm chứng xem cách nghĩ của mình là đúng hay sai đồng thời cũng để giúp la trí kiến tôi sắp xếp cho hứa đức sưởng đưa la trí kiến tới bệnh viện chỉnh hình lấy một phần xương trên người gã đi đệm vào chỗ xương cựng ngao để phục hồi thần trí và dương thọ của gã hứa đức sưởng đưa cho tôi một món tiền không nhỏ làm thù lao cũng muốn nhờ tôi xem phong thủy cho la trí kiến Tôi thì nói đợi thân thể tôi hồi phục Sau khi xuất viện Hoặc là lúc nào là trí kiến hồi phục như cũ xong Thì tới tìm tôi sau Lúc này hứa đức sưởng tới Thì lại khiến tôi rất khó xử Tôi không có thời gian đi bận biểu việc này Đây cũng là nguyên nhân tôi tới thành phố Thường Bình Mà không liên lạc với hứa đức sưởng Trong lúc suy nghĩ Hứa đức sưởng đã vô cùng hưng phấn Bước vào trong sân nhà Hà Tiên Thủy Tôi, Lưu Văn Tam, Trần Mù và còn cả Hà Tiên Thủy đều đang ở trong sân đến trước mặt tôi, hứa đức sưởng mặt mày hớn hở đưa tay ra bắt tay với tôi. Là tiên sinh lâu quá không gặp, so với lần trước tới đây, khí thế của cậu nâng cao hơn nhiều á. Tôi cười cười, có điều cũng có chút thắc mắc, hỏi hứa đức sưởng làm sao biết được tôi đang ở đây. Hứa đức sưởng cười ha hạ trả lời, nói phân xưởng gỗ của xưởng đồ gỗ gia dụng nhà hắn ở cách đây không xa. Mấy người bốc vác ở quanh đây, đại đa số đều qua xưởng hắn giúp dỡ hàng, có người nói chuyện phím, kể là đến chỗ nhà người vớt xác họ hà khiên quan tài còn có cả âm dương tiên sinh hắn nghe thấy liền biết là tôi đang ở đây vậy nên vội vàng qua luôn tôi mới hiểu ra cũng chẳng giấu giếm trực tiếp nói thẳng luôn với hứa đức sưởng rằng tôi đang có việc gấp cần làm chỉ dừng ở thành phố thường bình chốc lát cũng là vì để giải quyết một chút chuyện bây giờ việc đã giải quyết xong nên chuẩn bị rời đi luôn đang định gọi xe rồi đợi tôi xử lý xong việc sẽ chủ động đến tìm hắn, chuyện của La Trí Kiến tôi không hề quên. Hứa Đức Sưởng vội vàng xua tay, nói hắn không phải tới đây để dục tôi, chỉ là đến thăm tôi thôi. Tôi giúp hắn bao nhiêu như thế, hắn cũng hiểu tôi là người đã nói là làm. Thôi thì chúng tôi định gọi xe, hắn vốn dĩ vài hôm nữa cũng phải qua thành phố Nội Dương xử lý công việc, đi thành phố Nội Dương trước vài ngày cũng không vấn đề, vậy nên vừa hay có thể làm tài xế cho chúng tôi luôn. Tôi kỳ thực không thích tùy tiện nhận ý tốt của một số người cho lắm Cho dù là tiếp xúc với hứa đức sưởng không ít lần Và con người hắn cũng tốt Bởi vì nhận sự giúp đỡ của người khác nhiều rồi Tới lúc cần trả Sẽ rất phức tạp trắc trối Dễ dính đến thị phi không cần thiết Kết quả Lưu Văn Tam lại cười hề hề nói một câu Nếu đã thuận đường Thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi Trong lòng tôi cười khổ Tính cách Lưu Văn Tam vô tư bộc trực Đúng là cũng chẳng nghĩ nhiều Cũng tốt, hứa đức sưởng lái xe có thể giúp chúng tôi tiết kiệm không ít thời gian lúc trời đi lại không tránh được việc hà tiên thủy tiếp tục cảm ơn rối rít lên đường về thành phố nội dương trên đường đi tôi cũng nói chuyện với hứa đức sưởng mấy câu hỏi tình hình của la trí kiến sau khi sửa lại xương cựng ngao xong tình trạng có cải thiện hay không hứa đức sưởng rõ ràng rất có hứng thú liên tục gật đầu nói tốt lắm tốt hơn nhiều so với trước đây phải nói là số đỏ rất lên đầu trong lòng tôi hơi kinh ngạc có điều sắc mặt không mấy thay đổi Bảo hứa đức sưởng kể chi tiết xem Hứa đức sưởng trầm ngâm một lát Tốc độ xe cũng chậm hơn không ít Đồng thời mở miệng bắt đầu kể lại quá trình cho tôi nghe Lúc đó sau khi bọn họ rời khỏi bệnh viện Phản ứng của La Trí Kiến ngày càng trở nên chậm chạp Hắn cũng không dám kéo dài thời gian quá lâu liền trực tiếp đưa thẳng người tới một bệnh viện chỉnh hình ở thành phố Nội Dương Lấy xương sườn của La Trí Kiến đi đệm xương cự ngao dặn dò yêu cầu với bác sĩ mổ chính để xương cự ngao của la trí kiến đệm lên cao như quả trứng gà nhỏ nhìn lên trong hơi có chút không hài hòa có điều ngay hôm đó la trí kiến liền hồi phục một chút thần trí nói chuyện rõ ràng cũng không còn lắp bắp như trước nữa phản ứng cũng nhanh hơn không ít chưa đợi la trí kiến xuất viện bên trên đã thông tin xuống phục hồi chức danh cho gã nói là một số phương diện điều tra có vấn đề thậm chí những người ăn cơm nhà nước khác của nhà họ la cũng được phục hồi công việc không chỉ những việc này, công việc làm ăn của gia tộc nhà La Trí Kiến cũng ngày một phát triển, vô tình lấy được rất nhiều tài nguyên, thậm chí cả tài nguyên vốn không phải cấp bậc này của bọn hắn tiếp cận đến được, mà cũng rơi vào tay của La Trí Kiến. Hứa Đức Sưởng thở dài một tiếng, nói: "La tiên sinh, cậu đúng là thần thật, thứ cậu đem lại cho La Trí Kiến đúng là nhiều hơn rất nhiều so với món tiền khi đó nó bảo tôi mang tới cho cậu." Nó cũng nhắc với tôi tận mấy lần, bảo là muốn đi gặp cậu chuyện phong thủy có xem hay không không quan trọng chủ yếu là muốn cảm ơn cậu ra tay giúp nó cảm giác như được sống lại lần nữa vậy tuy là vẫn chưa nhìn thấy bản thân là trí kiến nhưng lời của hứa đức xưởng lại khiến trong lòng tôi sóng gió cuồn cuồn cho dù việc này tôi đã sớm có sự chuẩn bị cũng chỉ là hành vi thử nghiệm nhưng tôi đúng là không ngờ rằng cốt mệnh lại có thể sửa được giống như sông núi cốt tướng cũng có thể dùng hành vi sau này của con người để thay đổi rồi thay đổi vận mệnh của con người Lớp giấy dán cửa sổ này bị tôi vô tình chọc thủng Liền giống như một cánh cửa khác bị đẩy mở Trong lúc tôi im lặng Hứa Đức Sưởng cũng không nói gì thêm Mà tiếp tục chăm chú lái xe Tôi trầm tư hồi lâu sau Mới ngẩng đầu lên nói Hứa gia chủ tôi chắc chắn sẽ gặp là trí kiến lần nữa Trước đó cũng nhờ anh nhắn với anh ta một câu Chuyện tướng cốt bị sửa này Không được nhắc với bất cứ ai Những gì trước đây từng nói thì cố gắng làm mờ đi Nếu không để người có ý đồ chú ý đến anh ta anh ta khả năng sẽ có nguy hiểm. Đồng thời điều mà tôi không nói, cũng còn có một nguyên nhân khác. Việc sửa cốt mệnh quá lớn lao, cũng sẽ có người nhắm đến tôi. Chuyện thế này, trừ phi là người cần thiết hoặc thân cận, tuyệt đối không thể nào ra tay giúp cải mệnh được. Tôi cũng chưa biết được làm chuyện như thế này, liệu có bị nghiệp quật hay không. Điều khiến tôi nghĩ nhiều hơn nữa là một điểm khác có thể lợi dụng của cốt tướng. Cốt mệnh có thể sửa, có thể phá, nếu như tôi lại gặp phải đối thủ mạng cứng Đánh không lại thật Nếu tìm cơ hội đánh vỡ xương của hắn thì sao Giống như lão quá Thằng điên nhà họ vương Và còn cả từ bạch bì Nếu như tôi lại gặp đối thủ khó nhằn như vậy Phá một chỗ tướng cốt then chốt của bọn chúng Thì liệu cũng có thể phá mệnh của bọn chúng Coi như dùng một phương thức khác để giành thắng lợi hay không Tay sờ vào cây gậy khóc tan lôi kích mộc Đương đầu nhất bổng tôi dùng đã có chút thuần thục đánh cốt nếu có thể đánh vỡ cộng thêm tác dụng kinh hồn của bản thân gậy khóc tan thì tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh một gậy đập xuống kinh không phải chỉ có hồn mà còn có thể phá mệnh cách thân thủ phải luyện tập ngày này qua tháng khác vốn chẳng có đường tắt nào để đi nhưng nếu loại chiêu thức này có tác dụng thì sẽ thành một con ác chủ bài của tôi cũng coi như lối đi tắt của tôi thành phố thường bình cách thành phố nội dương không xa sau khi vào trong nội thành Tôi bèn chỉ đường cho Hứa Đức Sưởng về thôn Tiểu Liễu. Con đường ở cổng thôn vẫn giữ nguyên trạng thái bị đào đức như ban đầu, chỉ bắt một tấm ván thép dày miễn cưỡng có thể đi qua. Trên đường vào thôn, từ cửa sổ xe nhìn ra có thể thấy không ít người. Trên cơ bản người dân của thôn Tiểu Liễu, trong ánh mắt đều lộ vẻ hung hãn, nét mặt cũng vô cùng khó gần. Từ tướng mặt thân thiện trước đây, trực tiếp hồi phục về lại bản chất của bọn họ trước đây phong thủy của thôn tiểu liễu rất dữ xác suất lớn là do lão quá sửa phong thủy chiếm hết mệnh cách của toàn bộ người dân thôn tiểu liễu dẫn đến việc con cháu của lão cả nhà thờ mổ lợn được sống cuộc sống giàu có sung túc mọi người đều sống gian khổ nhưng nhà bọn họ lại có thể mổ lợn ăn thịt sau đó ông nội tôi sửa phong thủy lại như cũ kết tử thù với lão quá cũng khiến thôn tiểu liễu có cuộc sống tốt hơn nhưng người của thôn tiểu liễu lại không biết trân trọng tất cả những thứ này đối xử với nhà tôi đối xử với ông nội tôi đều không chút tôn trọng thậm chí còn cảm thấy ông nội làm việc ác với người trong thôn là ông hại mọi người phải sống khổ bây giờ phong thủy ông nội sửa bị phá thôn tiểu liễu khôi phục lại diện mạo vốn có sau khi bị lão quá sửa phong thủy bọn họ cũng coi như tự làm tự chịu đúng theo cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời Bọn họ làm bao nhiêu việc ác như thế, tôi cũng chẳng phải là người tốt mù quáng, không có chuyện lại đi làm việc tốt gì nữa. Hơn nữa trên phương diện ăn mặc của bọn họ, và còn cả những nhà những hộ ở bên đường kia, rõ ràng cũng đã không còn được như trước nữa. Rõ ràng đã đến giáp Tết, mà ít có người treo thịt muối lạp xưởng ra phơi, cũng chẳng có mấy nhà đi dán câu đối, bầu không khí tan tóc bao trùm cả thôn. Tôi chẳng hề thấy tiếc, cũng chẳng thấy tự trách mình. Bởi vì bản thân bọn họ đều không xứng chẳng mấy chốc, xe của Hứa Đức Sưởng đã đổ ở cổng nhà tôi. Lúc này cổng nhà đang để mở. Sau khi xuống xe, ba người một ngao chúng tôi lập tức đi vào trong. Trần Mù Tương đối trấn tĩnh, Lưu Văn Tam thì có vài phần cảnh giác, tôi cũng giữ bình tĩnh. Trong sân có một người đàn ông cao lớn đang đứng, hơn 40 tuổi, mặt mũi không giận cũng tự phát uy. Ông ta dường như là đang đứng đợi ở đây vậy. Tôi ngẩng đầu lên, bèn thành bốn mắt nhìn nhau với ông ta. Bên mép sân thì là thẩm kế với thân hình mảnh dẻ Cô ta đang cầm chổi quét lá rụng ở trong sân Âm dương tiên sinh trú ở cái nơi núi nghèo sông ác thế này Đúng là khiến tôi kinh ngạc La thập lục, cậu để tôi đợi ba ngày rồi Rất ít có người để tôi đợi lâu như thế Giọng của âm tiên sinh rất nặng nề, khí thế đầy đủ Còn tôi thì rất ngượng ngùng, vào trong sân, đang định nói Thì ông ta lại mở miệng, trương cửu quái hạ tán chưa? Tán ở chỗ nào? thái độ và giọng điệu của âm tiên sinh được cái cũng không lộ ra vẻ xa cách lạnh nhạt với tôi ngược lại trực tiếp hỏi luôn giống như rất thân thiết với tôi vậy tôi cũng thả lỏng một chút tâm trạng không căng thẳng như trước nữa trả lời đúng sự thật trương cửu quái táng ở một chỗ bảo địa phong thủy cách đây không xa có thể dẫn ông ta đi xem lúc này thẩm kế cũng đã ngẩng đầu lên cô ta nghiêng đầu quan sát tôi không biết đang có thứ cảm xúc gì trong mắt âm tiên sinh gật gật đầu nói xem thì tất nhiên là phải xem có điều không phải bây giờ ánh mắt của ông ta lướt qua lưu văn tam và trần mù cuối cùng nhìn lên trên người tôi rồi lại nói một câu sách đọc thế nào rồi hơi hiểu vài phần tôi biết ông ta đang hỏi tán ảnh chi pháp cũng chẳng dám nói quá đưa ra một câu trả lời dè dặt âm tiên sinh lắc lắc đầu nhìn tôi thật sâu nói khi đó trương cửu quái tới huyện cát trước khi lên núi kế nương lão ta nói với tôi lão ta hơi hiểu vài phần thuật xem tướng bói mệnh sau đó gieo cho tôi một quẻ cùng là phong thủy sư tôi tinh thông phong thủy âm trạch tự biết sự tinh diệu của thuật dương toán lão ta chỉ là hơi hiểu vài phần thì làm sao có thể gieo ra quẻ chuẩn như vậy được nhưng lão ta lại ba hoa trước mặt tôi còn to mồm đòi hỏi bảo tôi đưa lão lên núi lão muốn lấy tán ảnh chi pháp của kế nương tôi vốn định tóm lão lại nhưng tướng quẻ của lão lại bắt đầu ứng nghiệm nếu không phải lão ra tay kịp thời thì mạng tôi đã mất từ lúc đó rồi sau đó lão lại bảo tôi lão lên núi là kiếp nạn và cơ hội của kế nương bởi vì lão cũng gieo cho kế nương một quẻ nếu như lão lấy tán ảnh chi pháp đi kế nương có thể vũ hóa thành công nếu lão không lấy đi được thì lão sẽ chết ở trong núi rồi đợi đến thời cơ trăm năm mà kế nương tính toán chắc chắn sẽ xảy ra biến cố đệ tử của lão sẽ đem xác lão xuống núi sau khi đệ tử của lão hơi hiểu vài phần tán ảnh chi pháp xong tôi có thể tìm được thời cơ phá giải biến cố này ở trên người đệ tử lão kế nương cũng mới có khả năng vũ hóa thành công âm tiên sinh nói rất chậm đủ để khiến tôi nghe hiểu rõ ràng đây cũng là ông ta đang giải thích với tôi giải thích quan hệ của ông ta với trương cửu quái đồng thời cũng giải thích nguyên nhân thả tôi ra càng là giải thích vì sao ông ta lại đưa tán ảnh chi pháp cho tôi việc này cũng càng khiến tôi cảm thán quẻ của trương cửu quái đúng thật là chuẩn đến đáng sợ ông ta đúng thật là đã sớm đoán được tất cả những việc này đồng thời điều càng khiến tôi kinh hơn là tôi vốn tưởng âm tiên sinh ở lại trên núi là phải đợi đến khi kế nương vũ hóa thành công dù gì ông ta cũng đã lấy lục đinh thủ mộ soạn văn ra ứng đối với huyền nữ phân kim đại tán theo lý lục đinh thủ mộ soạn văn này đã có thể phá tà quái trấn được bản thân phong thủy chẳng ngờ là vẫn chưa thành công à trong lúc tôi suy nghĩ, âm tiên sinh rõ ràng cũng đã nói hết lời của mình, cuối cùng ông ta lắc lắc đầu, có vẻ nghĩ ngợi nói một câu nữa. Thầy trò các cậu đúng thật là giống hệt nhau, bốn chữ hơi hiểu vài phần, mở miệng là nói. Tôi cười ngượng ngập, do dự một chút, tôi lại hỏi, kế nương, đúng là chưa vũ hóa thật sao? Vậy ông ở trên núi giải quyết việc gì? Còn nữa, người đuổi sát mã Bảo Nghĩa với mã Liên Ngọc, cùng với lão Trương Nhĩ kia, ở trên núi thế nào rồi? trên mặt âm tiên sinh lập tức liền xuất hiện chút vẻ ngầm tức giận ông ta hất ống tay áo hừ một tiếng hôm đó tôi ở lại chính là muốn xem xem dùng lục đinh thủ mộ soạn văn có thể xoay chuyển biến cố này hay không năm đó kế nương để lại mạch âm tiên sinh lại cho soạn văn này cũng là vì để ứng phó với biến cố nhưng không ngờ ba tên đó đúng là khó nhằn soạn văn bị phá rồi có điều bọn chúng cũng chẳng được lợi lộc gì đám đội chính tùy tùng để lại trong phần mộ âm trạch đó đều là trai lơ bên người kế nương năm đó bản lĩnh đều không nhỏ bọn chúng muốn xuống núi đương nhiên là không thể được tôi cũng đã phái đủ người bao vây kín con đường ván kia rồi bọn chúng không xuống núi được chúng tôi lên trên cũng chẳng có ý nghĩa gì vũ hóa là tâm nguyện của kế nương là trách nhiệm của mạch âm tiên sinh cũng là quẻ mà sư phụ cậu bói cho cậu ánh mắt âm tiên sinh rực lửa nhìn sang tôi giống như tôi chỉ nói một chữ không là ông ta sẽ lập tức ra tay vậy chẳng biết tại sao, nghe thấy Trương Nhĩ chưa chết, tôi ngược lại như thở phào một hơi. Kể cả Trương Nhĩ có tâm tư và toan tính đi nữa, thì dù sao cũng đã từng giúp tôi, chứ cũng chẳng hề hại tôi. Nhưng việc Mã Bảo Nghĩa còn sống lại khiến tôi sợ hãi. Giấc mơ kia của tôi vẫn chưa hề ứng nghiệm. Còn về số chín tùy tùng kia, cũng là chín người thổi kèn, giúp kế nương vũ hóa đó. Trần ngâm một lát rồi tôi mới nói, Trương Cửu Quái là sư phụ của tôi, quẻ mà ông ta để lại cũng là di nguyện của ông ta đối với tôi. Tôi có thể theo mã bảo nghĩa tới mộ kế nương, cũng là bởi vì một quẻ khác mà ông ta cho tôi, bảo tôi đi lấy xác chết của ông ta. Kỳ thực tôi không có ý phá hoại phong thủy của mộ kế nương. Cộng thêm việc bây giờ tôi có được tán ảnh chi pháp, đây cũng coi như là một cơ duyên to lớn. Nếu như có thể giúp kế nương vũ hóa, tôi sẽ không từ chối, chắc chắn sẽ đi giúp. Ngừng lại một lát, tôi lại thành khẩn nói, có thể bảo âm tiên sinh đợi tôi một thời gian không tôi còn có một chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành tôi bắt buộc phải giải quyết xong chuyện này thì mới có thể không còn lo lắng gì nữa dù sao đi lên núi kế nương cũng có không ít nguy hiểm cũng chẳng biết thời gian phải kéo dài bao lâu việc này của tôi đã không thể đợi tiếp được nữa vì nó liên quan đến xác chết của ông nội và bố tôi cũng có liên quan đến mạng sống của bà nội tôi bọn họ đều đang bị nắm trong tay một người khác người đó nhắm đến tôi rất lâu rồi nếu như chuyện này không đi xử lý tôi sợ rằng bà nội tôi sẽ bị hại chết xác chết của bố và ông nội tôi cũng sẽ bị phá hoại đầu mày của âm tiên sinh liền nhíu chặt lại đồng thời cũng có mấy phần khó hiểu và ngạc nhiên nói tuy tuổi tác của cậu không nhiều nhưng âm dương thuật nhìn trong cũng đã không yếu kỳ thực việc phong thủy sư kiên kỵ nhất cũng là tranh đấu với người cùng nghề chắc chắn sẽ có kết quả một chết một bị thương kiểu bắt cóc người giữ xác này rất cực đoan Người đó không biết cậu là đồ đệ của trương cửu quái Đúng là không sợ cậu liều mạng với y sao Trong lòng tôi lại thấy cay đắng Vị kham dư đại sư đó làm sao lại không biết tôi là đồ đệ của trương cửu quái được Y còn biết tôi là cháu nội của âm thuật tiên sinh nữa kìa Nhưng y vẫn cứ làm như vậy Có thể tưởng tượng được y tự cao đến chừng nào Thở dài một tiếng Tôi bảo với âm tiên sinh Chuyện này y đều biết cả Hơn nữa bản lĩnh của y cũng không nhỏ Đủ để khinh thường tôi có điều tôi cũng đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Bất luận ra sao, đợi tôi cứu được bà nội về, rồi an táng bố cùng ông nội tôi xong, sẽ lập tức lên núi kế nương thực hiện lời hứa. Âm tiên sinh lại trầm mặt, dường như đang cân nhắc việc gì đó. Ông ta ngửa mặt nhìn trời, hai tay khoác sau lưng. Qua một hồi lâu, ông ta mới hỏi, nói ra xem xem, người đó là ai? Tôi hơi có chút ngạc nhiên, nhưng tim thì lại đập thình thịch lên. Âm Tiên Sinh thế này là có ý gì? Lẽ nào là ông ta định giúp tôi? Thông tin về Dương Hạ Nguyên nhanh chóng xoay vòng trong đầu, tôi cố gắng hết sức nói tóm tắt tất cả điểm chính với Âm Tiên Sinh. Tiếp đấy lại mò lấy những thông tin và ảnh chụp mà nhà họ Cẩu cho tôi, đưa đến trước mặt Âm Tiên Sinh. Âm Tiên Sinh đỡ lấy hai thứ này, rồi cúi đầu xem một hồi lâu. Biểu cảm của ông ta không có chút dao động nào ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến tôi căn bản không nhìn ra được ông ta đang có tâm trạng gì cậu có thể đối phó với y nắm chắc được mấy phần âm tiên sinh đột nhiên hỏi tôi do dự một chút lại nhìn bốn xung quanh một lượt rất thận trọng chỉ sợ tai vách mạch rừng trần mù đột nhiên mở miệng nói yên tâm đi thập lục giai đoạn này bọn chú ở cạnh mày không ai có thể bám theo mày được mũi của ngao sói rất thính tôi mới yên tâm vài phần thành thực nói đối kháng chính diện tôi không biết âm dương thuật tôi biết tuy nhiều nhưng kinh nghiệm quá ít cũng không có cách nào đánh thắng ai có điều tôi chắc có thể nhìn ra được nhiều bố cục phong thủy hơn hoặc giả dạ ở nơi mà y bảo tôi đi đó có thể chiếm được thời cơ quan trọng âm tiên sinh lại lắc lắc đầu đây không coi như nắm chắc cậu thậm chí khả năng sẽ còn chết trong tay y năm tháng mà y sống thậm chí còn nhiều hơn trương cửu quái ba lần thay tên đổi họ người già thành tinh theo những gì cậu nói, y đã bắt đầu nhắm đến từ thời ông nội cậu rồi, còn tạo ra được bố cục phong thủy có thể bị với trời tính, chỉ để đánh bại nội tâm của ông nội cậu. Có thể tưởng tượng được thuật phong thủy của y đã đến mức xuất thần nhập hóa. Ở trước mặt loại người như y, bất cứ một động tác nhỏ nào của cậu cũng không giấu dếm nổi. Ánh mắt âm tiên sinh nhìn tôi đột nhiên trở nên sắc bén, như đánh thẳng vào nội tâm tôi vậy. Mặt tôi trắng nhật đi không ít. Nói thật, tôi đích thực có dự định quyết đánh đến cùng nên trong thâm tâm mới nghĩ đến việc đi đối đầu với dương hạ nguyên điều âm tiên sinh nói tuy là sự thật nhưng lại khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất lực giây tiếp theo âm tiên sinh lại mở miệng nói chuẩn bị đi lúc nào thì xuất phát tôi đi cùng cậu một chuyến bây giờ bảo cậu lên núi với tôi cậu như người mất hồn sợ sẽ sinh biến cố nhưng để một mình cậu đi tìm người này lại sợ có đi không có về trăm năm trước tán ảnh quan sơn của kế nương Danh tiếng cũng coi như vang dội từ Nam chí bắc Tôi đi cùng cậu, y cũng sẽ phải cân nhắc Câu trả lời rõ ràng của âm tiên sinh Khiến lòng tôi vui mừng không xiết Mắt cũng lóe lên tia sáng Tôi trịnh trọng cúi gặp người đầy cảm kích trước mặt ông ta Ngàn vạn lời nói đều dung hòa thành hai chữ Cảm ơn Thực lực của âm tiên sinh không thể xem thường Năm đó khi trương cửu quái tới núi kế nương Ông ta đã quản lý từ đường và thôn kế nương tuyệt đối không thể chỉ hơn 40 tuổi như vẻ bề ngoài được Nếu không phải năm đó ông ta là bậc kỳ tài, tuổi trẻ thành tài Thì là do ông ta chăm sóc bản thân tốt Nên nhìn lên trong mới vẫn còn trẻ như vậy Chung quy có âm tiên sinh, tôi càng nắm chắc nhiều hơn Hơn nữa âm tiên sinh cũng là biến cố mà Dương Hạ Nguyên không tính đến được Người xem phong thủy, kỹ nhất và cũng không muốn gặp phải nhất chính là biến cố Thứ vốn nằm trong tầm kiểm soát, đột nhiên xuất hiện biến cố sẽ làm loạn đội hình và toan tính cũng vào lúc này trần mù đột nhiên lại nói một câu thập lục mày vẫn không được nóng ruột đợi thêm 7 ngày đến nửa tháng nữa đi chú trần trần dạy mày một số thứ ngao sói hướng sang tôi xuống một tiếng còn ngút ngắt cái đầu con mắt nhỏ màu đỏ dường như cũng tràn ngập hưng phấn tôi cũng quả quyết gật đầu nói được lần đó trần mù đã bảo với bà cụ hà sẽ dạy tôi một số thứ chỉ là cả quãng đường này đều không có thời gian và cơ hội tuy rằng thân thủ bản lĩnh không phải chỉ cần công sức ngày một ngày hai nhưng học nhiều biết nhiều kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ được nhiều hơn sau đó chúng tôi cũng không ở lại thôn tiểu liễu chủ yếu là nhà tôi đúng thật là chẳng có gì chỗ ở cũng không đủ quan trọng nhất là tôi cũng muốn mời âm tiên sinh xem cái sa bàn phong thủy kia xem ông ta có thể có quan điểm hay phát hiện gì không sau khi về thôn Liễu Hà, Hà Thái Nhi thấy chúng tôi bình an quay về, vô cùng vui mừng. Nhưng lúc nhìn thấy đi cùng chúng tôi còn có hai người âm tiên sinh và thẩm kế, mặt bà ta liền tỏ vẻ thắc mắc không hiểu. Lưu Văn Tam liền bảo Hà Thái Nhi đi dọn dẹp phòng nghỉ, hai người cùng đi vào trong phòng, rõ ràng là Lưu Văn Tam đi giải thích. Tôi thì đưa âm tiên sinh đi xem xa bàn phong thủy. Ông ta nhìn chậm chậm một phát, liền trầm mặt không nói gì, dường như là đang chuyên tâm phân tích. Còn thẩm kế, tôi cảm thấy người đàn bà này có chút đặc biệt thậm chí còn có chút lầm lì tuy giọng của cô ta mềm mại dễ nghe nhưng cho người ta cảm giác đúng là hơi quá lạnh lùng không cười không nói ngoài mấy chữ từng nói lúc gọi điện thoại cho tôi ra mãi cho đến tận lúc này cô ta chưa từng nói một câu nào sau khi tất cả được sắp xếp thỏa đáng xong nghỉ ngơi một chút trần mù liền bắt đầu dạy tôi những thứ liên quan đến thần bà mà lão biết ban đầu nhất vẫn là phương pháp sử dụng gậy khóc tang Lão đánh một bài gậy khóc tan trước mặt tôi Tôi nhìn mà hoa mắt chóng mặt Tôi càng rõ bản thân được mấy cân mấy lạng Muốn luyện được đến mức như trần mù thế này Chẳng có dăm 10 năm chắc chắn không thể được Tôi liền bảo trần mù dạy tôi làm cách nào Có thể đánh gậy khóc tan càng mạnh hơn Tốt nhất là một phát có thể đánh vỡ xương cốt người khác Trần mù hơi có chút nghi hoặc Lão nói gậy khóc tan đánh toàn là sát với quỷ Kể cả là người sống Kinh cũng là hồn, đánh vỡ xương cốt đối với xác quỷ mà nói thì có tác dụng gì được? Kinh hồn phách người sống thì cũng chẳng khác gì với việc giết người đó rồi, chỉ để đánh vỡ xương cốt, hoàn toàn mệt người chẳng được ích lợi gì. Tôi do dự chút rồi ghé sát tay Trần Mù, dùng âm thanh chỉ hai người chúng tôi nghe thấy nói việc liên quan đến cốt tướng. Chuyện này tôi không cần thiết phải giấu Trần Mù và Lưu Văn Tam. Có điều tính cách Lưu Văn Tam vô tư quá mức, nếu không cần thiết, tôi không nói cũng sẽ chẳng gây hại gì còn trần mù thì miệng chắc chắn kín như bưng tuyệt đối sẽ không lộ ra cho người khác lão nghe xong cũng không hỏi thêm gì mà dạy tôi một bài gậy khác bề mặt nhìn không khác gì mấy so với đương đầu nhất bổng nhưng phương thức dùng sức và chỗ tiếp lực rất xảo quyệt mỗi ngày sau đó tôi đều luyện kỹ xảo sử dụng và bài đánh của gậy khóc tan bất cứ lúc nào đồng thời tôi cũng càng nghiên cứu cốt tướng một cách tỉ mỉ hơn lưu văn tam chẳng biết kiếm ở đâu về cho tôi một cái xương đầu lâu tôi mỗi ngày đều luyện tập mệt đến mức chân tay mỏi như thực sự không chịu nổi nữa thì trần mù liền truyền thụ cho tôi những kiến thức thông thường liên quan đến phương diện mệnh số cùng với đoạn mệnh số và một số thứ liên quan đến bác tự âm tiên sinh cũng nhắc nhở tôi một lần đừng kéo dài thời gian thêm quá nhiều đợi quá lâu cũng sẽ có biến cố nhỡ mà để dương hạ nguyên có cảnh giác chúng tôi sẽ mất đi một cơ hội quan trọng tôi cũng biết chỗ lợi chỗ hại bán mạng gấp rút nắm bắt thời gian để học thêm càng nhiều kỹ năng hơn. Thời gian nhanh như chớp, nhoáng cái đã cả nửa tháng trôi qua. Chiêu đương đầu nhất bổng, tôi cũng coi như dùng thành thục nhường nhuyễn, bắp tay phải hơi to hơn một chút so với trước đây. Đường lối của thần bà không phức tạp như trong tưởng tượng của tôi. Về mệnh lý bác tự, làm sao viết cáo văn, đoán sinh thần, hợp hôn, thậm chí điểm danh âm dương, trần mù đều truyền thụ cho tôi không ít. Lão nói với tôi nhiều nhất, là ứng dụng của mấy loại phù cùng với một số triệu chứng của xác chết trước khi hóa sát những kỹ năng này trong nửa tháng ngắn ngủi tôi không thể nào học tinh thông được nhưng cuối cùng cũng coi như không còn là đứa chập chững vào nghề chỉ biết mỗi âm dương thuật các phương diện khác chẳng biết tí gì nữa rồi tôi nhẩm tính thời gian cũng hầm hầm rồi liền bảo với trần mù lưu văn tam và cả âm tiên sinh tôi dự định đi tìm dương hạ nguyên âm tiên sinh gật đầu đồng ý lưu văn tam cũng chẳng có ý kiến gì còn Trần Mù thì bất chợt nói, bảo tôi vẫn cứ đi thành phố nội dương một chuyến. Liên quan đến chuyện của Từ Bạch Bì, tốt nhất vẫn cứ cần có lời giải thích với Từ Thi Vũ. Lão bảo tôi không cần lo lắng Từ Thi Vũ sẽ nghĩ gì, vì Từ Bạch Bì cũng coi như tội ác chất chồng. Những năm nay, bản thân Từ Thi Vũ cũng chỉ có sự khiếp hại đối với lão ta mà thôi. Việc này không thể cứ mãi không nói ra, giấu dến cũng không phải là một thói quen tốt. Tôi vốn định đợi tất cả mọi chuyện kết thúc xong, thì đi tìm từ thi vũ, kể với cô ta chuyện của Từ Bạch Bì. Đối với Từ Thi Vũ, cảm xúc của tôi cũng rất phức tạp. Con người cô ta rất tốt, tính cách cũng kiên cường. Cũng rất có cảm tình với tôi, lần trước lúc chia tay cô ta còn từng hẹn tôi. Nói có thời gian muốn cùng tôi đi ăn cơm, coi như là bạn bè tìm hiểu lẫn nhau. Trên phương diện tình cảm tuy tôi tự ti, nhưng tôi cũng rất rõ những chi tiết mà một cô gái chủ động thậm chí mẹ tôi còn vì lời của từ thi vũ mà có một số thay đổi nói không muốn khiến người ta sợ như thế có thể tưởng tượng được mẹ tôi hoặc giả cũng có cùng một thái độ với trần mù nghiêng về phía từ thi vũ câu nói đó của trần mù cũng không sai thân thế của từ thi vũ tương đồng với tôi tôi là một âm sanh tử cô ta thì là cháu gái của từ bạch bì nhưng tôi cứ cảm giác bây giờ tôi không nên nghĩ nhiều như vậy tôi không nên đem lại thêm nhiều biến cố cho mình cũng không nên đem tới nguy hiểm cho người khác vậy nên tôi lãng tránh hết lần này đến lần khác cộng thêm những lời đó của Từ Bạch Bì cũng mới là nguyên nhân gốc rễ khiến lần này tôi về mà không đi gặp Từ Thi Vũ bây giờ bị Trần Mù trực tiếp nói thẳng ra tôi liền không còn cách nào tránh né nữa lời của lão cũng không sai giấu giếm không phải là một thói quen tốt Từ Thi Vũ cũng có quyền biết kết cục của ông nội cô ta Từ Bạch Bì tôi một mình bước ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Từ Thi Vũ cũng chỉ reo hai tiếng là điện thoại liền được bắt máy, giọng nói của từ thi vũ rõ ràng rất vui mừng. La thập lục Anh có thời gian rồi. Tâm trạng hoạt bát của cô ta cũng coi như có chút truyền nhiễm, khiến tâm tư tôi cũng linh hoạt hơn không ít. Tôi nói hẹn gặp mặt cô ta, có một số chuyện cần bảo với cô ta. Giọng nói của cô ta vẫn lạnh lót sống động, hỏi tôi sao lại thần bí thế, không thể nói trước đôi câu qua điện thoại sao. Tôi kỳ thực có chút áp lực tâm lý. Chính là những lời mà từ bạch bị nói vào thời điểm cuối cùng ấy Lão ta với từ thi vũ dù sao cũng là máu mũ Bởi vì tôi mà từ bạch bị rơi vào kết cục đó Đây đích thực cũng là huyết thu Tôi không nói thêm gì khác Mà trước lúc cúp điện thoại Hỏi từ thi vũ địa chỉ Nói tôi đi tìm cô ta Từ thi vũ được cái cũng phóng khoáng Nói tên một khu thương mại Còn bảo tôi hôm nay đừng đi sớm quá Lần trước đã hẹn là cùng đi ăn cơm rồi Tôi cũng không từ chối Sợ rằng Từ Thi Vũ sau khi biết tình hình xong, cũng sẽ chẳng định ăn cơm với tôi nữa. Lúc chuẩn bị rời khỏi thôn là khoảng tầm hơn 5 giờ chiều, đợi đến địa điểm hẹn trước với Từ Thi Vũ ở trung tâm thành phố Nội Dương thì đã sắp 6 rưỡi rồi. Tôi vừa xuống xe, lấy điện thoại ra thì liền nhìn thấy ở cổng khu thương mại, Từ Thi Vũ mặc một chiếc áo khoác gió màu trắng gạo, vừa nhẹ nhàng thoải mái lại vừa điềm tĩnh mái tóc màu đen sung mượt buông xỏa trên vai kết hợp với thân hình cân đối hơn người của cô ta dưới ánh nắng chiều tà đứng trong đám đông khiến người ta mắt như sáng lên sau khi bước tới gần tôi mới phát hiện cô ta cũng không trang điểm khuôn mặt trang nhã nhưng cũng không kém phần tinh tế trong đầu đột nhiên hiện ra một câu miêu tả đóa phù dung mọc dưới làn nước trong đẹp tự nhiên chẳng cần tô điểm la thập lục mấy hôm không gặp trên mặt anh đã có cảm giác bể dâu rồi từ thi vũ cười tươi như hoa, giơ tay ra với tôi. Sự phóng khoáng của cô ta ngược lại khiến tôi càng ấy nấy, giơ tay ra xong lại rụt tay về. Dạo gần đây chạm vào nhiều xác chết quá. Chú Văn Tam cũng có thói quen này, không bắt tay với người khác. Tôi ngại ngùng giải thích. Từ thi vũ lại bước lên trước một bước, vẫn cứ nắm lấy tay tôi. Sau khi bắt tay với tôi xong, cô ta mới buông ra. Cười nói sao mới cách có mấy hôm, mà tôi đã trở nên rề ra chậm chạp thế. Trước đây cô ta thấy tôi có thế này đâu, cũng khá nhanh gọn quả quyết mà. Hơn nữa, tay chạm vào xác chết đã là gì? Công việc của cô ta cũng thường phải chạm vào xác chết, gặp lúc trị an không tốt, nói không chừng gặp còn nhiều hơn tôi nữa kia. Tiếp đấy từ thi vũ lại đưa cho tôi một cái túi mua đồ tinh xảo, tiếp tục nói, hôm nay coi như bạn bè gặp mặt, anh đúng hẹn tới tìm tôi, đây là quà gặp mặt của tôi tặng anh. Nói thật việc này khiến tôi có chút đơ ra tôi lại chẳng đem theo gì cả hơn nữa từ thi vũ càng như vậy áp lực trong lòng tôi lại càng thấy lớn hơn còn chưa đợi tôi trả lời cô ta liền không để tôi phân trận mà nhét luôn cái túi mua hàng vào trong tay tôi rồi tiếp tục nói tiền anh kiếm cũng không ít rồi sao còn kẹt sĩ hơn tôi thế điện thoại cũng chẳng đổi cái điện thoại kia của anh đã nát đến không nhìn nổi nữa rồi tôi hít sâu một hơi định thần lại cực lực nén tất cả những tâm tư phức tạp kia xuống, rồi mới nói, chúng ta nói chuyện trước đã, tôi đúng là có chuyện quan trọng cần nói với cô. Hoặc là vẻ nghiêm túc của tôi cũng lây sang cho từ thi vũ. Cô ta đột nhiên mím môi, ngừng lại mấy giây rồi mới nói một câu, trên tầng có một quán cà phê rất ngon, mỗi lần nghỉ phép tôi đều thích qua đó ngồi, tôi dẫn anh đi. Vào trong khu thương mại, rồi lên trên tầng 5, vào trong quán cà phê mà từ thi vũ hay tới. Cô ta dẫn tôi đến một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ Bây giờ là giờ ăn Quán cà phê trông rất yên tĩnh Tôi không có tâm trạng gọi đồ Cô ta giúp tôi gọi Rồi lại đợi nhân viên bê đồ tới xong Tôi xác định không có ai tiếp tục lại gần xong Mới mở miệng trước Không có tí chút dấu dếm nào Cũng không để sót tí gì Tôi đem tất cả những chuyện liên quan đến từ Bạch Bì Trong thời gian này đều nói với từ thi vũ Bao gồm chúng tôi gài bẫy đối phó từ Bạch Bì Cuối cùng từ Bạch Bì tháo chạy dưới sự truy sát của tôi, lão ta đến chỗ huyệt nguồn của vùng đất âm tới kết quả bị một cánh tay lôi xuống dưới, kể tất lại với Từ Thi Vũ không sót thứ gì. Đồng thời tôi cũng nói với Từ Thi Vũ, cái thứ ở dưới huyệt nguồn đó tuyệt đối không đơn giản, Từ Bạch bị không có khả năng sống sót. Từ Thi Vũ ngẩn người ra, cô ta hồi lâu không nói gì. Hai tay bưng ly cà phê, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhất thời, cô ta chẳng có bất cứ biểu cảm gì. Mãi một hồi lâu sau, từ thi vũ mới quay đầu lại. Trên mặt cô ta lại chẳng xuất hiện vẻ đau buồn, mà ngược lại là đôi chút nét cười. La thập lục, anh có nghe qua câu, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọc chưa? Tôi ngẩn người. Từ thi vũ nghiêm túc tiếp tục nói, ông ấy là ông nội tôi không sai, chúng tôi cũng là máu mũ ruột trà, tạm thời không nói việc tôi với ông ấy kỳ thực chẳng còn gì khác ngoài mối quan hệ này. Những việc mà kiếp này ông ấy làm, thực sự có thể được gọi là tội ác chồng chất pháp luật không có cách gì trừng trị ông ấy nhưng ông trời lại trừng trị ông ấy với công việc mà tôi đang làm tôi có trách nhiệm khiến ông ấy đền tội mà trên phương diện huyết thống tôi cũng càng hy vọng ông ta bị trừng trị trên đời bớt được một kẻ gây họa ông ta chết sớm cũng là tự mình chuộc tội sớm hơn một chút từ thi vũ lại đẩy cái túi mua hàng đến trước mặt tôi cô ta đột nhiên cúi đầu dụi dụi mắt nói có lông mi rơi vào trong mắt cô ta phải vào nhà vệ sinh rửa một chút. Cô ta đứng dậy rời đi. Nói thật, đối với phản ứng của cô ta, tôi rất bất ngờ, cũng rất kinh ngạc. Một người con gái, hóa ra tâm tư có thể thông suốt và kiên cường đến mức này sao? Nói cho cùng, tôi tự nhận không bằng được. Trời đã hoàn toàn tối hẳn, bên ngoài đều là ánh đèn rực rỡ. Đợi tới gần 10 phút, Từ Thi Vũ mới từ đầu kia đi lại cũng vào lúc này đột nhiên trong quán cà phê lại vang lên tiếng xẹt xẹt ánh đèn chập chận lúc sáng lúc tối tạch trong chớp mắt cả quán đều tối đen bước chân hỗn loạn còn có cả tiếng la hét hoảng hốt vọng lại tim tôi cũng thắt lại có điều cũng chỉ mười mấy giây ánh đèn hồi phục bình thường lại từ thi vũ ngồi trước mặt tôi thần sắc cô ta có chút ngạc nhiên ngơ ngác rồi còn cúi đầu xuống bởi vì trong tay cô ta đang cầm một thứ nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha